Bây giờ phẩm này nói về tâm. Thì mấy hôm trước Phật dạy là tâm này rất là dao động, khó dễ, khó nắm bắt. Tâm này như một con cá bị quăng trên bờ, nó phải vùng vẫy. Thì hôm nay qua một cái câu kinh, thì có một cái chú thanh niên đó đi về chùa và được các thầy hướng dẫn tạ quy y thọ giới, rồi hàng tuần đi thọ bát quan trai vân vân, siêng năng lắm. Thì đến khi mà chú thuần thục rồi đó, thì chú tự thấy con đường tu hành có vẻ chú rất là thích, cho nên chú xin phát nguyện đi xuất gia. Thì chú được độ vào trong tăng đoàn đi xuất gia. Nhưng mà khi đi xuất gia rồi đó, thì bắt đầu cái sự học hành nó phải nhiều hơn khi còn là một cư sĩ nữa. Thí dụ mình là một vị cư sĩ, mình có thể thích tới nghe giảng lúc nào mình tới, rồi mình nhớ được gì mình nhớ. Nhưng mà khi mình đi vào chùa mình tu thì cuộc sống nó không phải đơn giản như vậy. Nói về cái chuyện học thôi là chúng ta phải học thuộc lòng một số các kinh, các luật giới. Còn nói về vấn đề mà chúng ta phải làm việc thì chúng ta phải làm việc rất là nghiêm túc, phải có trách nhiệm, phải có gọi là giờ giấc, vân vân. Chú theo ông chập, chú chịu không nổi. Chú thấy sao mà đi tu mệt mỏi quá, nhiều thứ phải nhớ rồi, rồi phải bắt làm việc nữa. Cho nên rồi chú muốn xin đi về. Chúng ta gọi là đi trở về nhà, gọi là hoàn tục. Thì hai người thầy của chú dạy, một người dạy chú về kinh, một người dạy chú về luật. Thấy chú này tội nghiệp, có căn lành nhưng mà cái tâm chưa có vững, thấy khó khăn là đã khiếp sợ, cho nên muốn lui về. Thấy thương quá cho nên muốn cho chú trước khi đi về đó được gặp Đức Phật một lần, để cho Đức Phật biết đâu dớt giác, gọi là khai hóa cho chú lần cuối. Khi mà dẫn đến gặp Đức Phật đó, thì Đức Phật hỏi tại sao con muốn về. Thì chú mới nói: dạ bạch Đức Thế Tôn, hồi đầu con là một cư sĩ, con tới chùa con thấy cũng vui, các thầy dạy con những cái điều căn bản tu tập thì con muốn đi tu theo các thầy. Nhưng mà khi con đi vào rồi thì con mới thấy nó quá nhiều thứ, nội cái chuyện học không là muốn chết rồi. Nào là học kinh, rồi học nghi lễ, rồi phải làm việc. Thôi bây giờ con, mà hơn nữa đó, con còn cư sĩ có năm giới à, mà khi mà con làm một vị tỳ kheo thì bao nhiêu giới? Tới 250 giới lận. Nhiều quá con giữ không nổi. Thì Đức Phật nói: nếu mà không giữ nổi thì bây giờ con giữ một giới được không? Con giữ một việc thôi được không? Nói: trời, nếu mà vậy mà Đức Phật mà special đặc biệt cho con vậy thì sướng quá. Cho nên rồi thì Đức Phật nói: dạ con xin giữ được một điều. Đức Phật nói: rồi thôi bây giờ con giữ một giới thôi, con giữ cái tâm. Giữ một giới thôi, giữ một việc thôi, đó là giữ cái tâm của con. Hỏi giữ tâm sao bạch Đức Thế Tôn? Nói: giữ cái tâm của con đừng móng khởi bất cứ cái gì xung quanh con, với sắc, với thanh, với hương, với vị, với xúc. Thưa đại chúng, thường thường tất cả những cái lỗi lầm của mình từ đâu sanh? Từ cái tâm. Phiền não mình từ đâu sanh? Từ tâm. Vui khổ đó do tâm. Bây giờ mình nói đi, 250 giới này á, nếu mà có phạm đi nữa thì tự gì mà phạm? Từ cái tâm thôi. Ví dụ bây giờ mình thấy đồ của người ta để đó mà mình có cái tâm tham, cái là mình lấy rồi. Thấy không? Rồi mình lấy mà lỡ như á, mình không lấy được cái đó mà hoặc là mình thích cái đó qua mà không có được là mình nổi cái tâm phiền não rồi, sân rồi. Cho nên tất cả đều do tâm. Thì Phật nói: thôi bây giờ giữ cái tâm. Thì Phật dạy chú cái câu kệ như thế này. Câu này là câu thứ 36 trong Kinh Pháp Cú. Tâm khó thấy tế nhị, theo các dục quay cuồng. Người trí phòng hộ tâm, tâm hộ được an lạc. Bài kệ trước á, là tâm điều đến an lạc, tức là mình điều phục được cái tâm là mình có an lạc. Ở đây Phật nói là tâm, người trí phòng hộ tâm. Mà một khi tâm đã được hộ á,
thì an lạc đến, tâm hộ an lạc đến. Đó là câu kệ, còn đây là câu trường hàng. Tâm phàm phu cứ xoay vần theo ngũ dục, biến đổi u uẩn khó thấy. Nhưng kẻ trí lại thường phòng hộ tâm mình và được yên vui nhờ tâm phòng hộ ấy. Tâm khó thấy tế nhị. Tại sao gọi là tâm khó thấy tế nhị? Hôm trước mình học rồi, tâm là nó thuộc về cái gì? Nó thuộc về danh hay là sắc? Hả? Tâm thuộc về form hay là name? Nó là cái tên thôi. Mình đâu có ai thấy được tâm. Tâm không có hình tướng. Cho nên nếu người mà không có cái đạo nhãn thì không thể thấy tâm. Tâm mắt thường không thể thấy, mắt phàm phu, mắt nhục nhãn không thể thấy. Bởi vì sao? Bởi vì nó không có hình tướng. Và chính nó không hình tướng cho nên khó thấy lắm. Bây giờ đại chúng mình ngồi đây có mấy người đây nè, không biết đang nghĩ gì, đang đi đâu. Có nhiều khi tâm ngồi, thân thì ngồi đây mà tâm đi xuống phòng ngủ rồi. Bây giờ tâm mình là cái gì phải không? Giờ này mà được leo giường mà trùm mền ngủ là hạnh phúc nhất, phải không? Cho nên đó là tâm khó thấy tế nhị. Tế nhị là sao? Bởi vì nó vi tế và nó rất là sanh diệt biến đổi nhanh vô cùng. Nó vừa khởi cái niệm này là nó tức tắc nó có cái niệm khác liền. Ví dụ như mình vừa khởi lên đói bụng, nghĩ tới ăn, rồi bắt đầu là ăn cái gì, đi vào đâu lấy, vân vân. Cho nên mỗi khi mà cái tâm mình nó sinh khởi mà nó biến đổi vô cùng. Nội thí dụ bây giờ nó đói bụng, cái lấy gói mì ra thôi, lấy một gói mì gói ra thôi là bắt đầu những cái khác nó nghĩ ra liền. Rau ở đâu, chanh ở đâu, ớt ở đâu, thèm gì gì đó, nó liên tục sinh khởi. Và rồi khi mà thậm chí đến cái tô mì hoàn tất rồi bưng ra ăn, thì trong khi ăn nó cũng tiếp tục nó sinh khởi. Trời, gói mì này ngon quá ha, rồi thế này thế kia, đủ thứ hết. Cho nên tâm khó thấy tế nhị. Mà nó làm cái gì? Nó theo các dục quay cuồng. Nó theo các cái dục quay cuồng, đủ thứ trong đời sống của chúng ta. Và nó không bao giờ nó yên an được một chỗ. Vì vậy cho nên á, cái người tu là cái người làm gì? Là cái người phải biết được cái tâm mình nó đang sinh khởi như thế nào để chúng ta điều phục nó. Thì trong cái công việc tu tâm này á, chúng ta làm hai việc. Một là chúng ta chế ngự, hai là chúng ta giáo hóa. Chế ngự tâm, giáo hóa tâm. Ví dụ như thế này. Ví dụ như mình vừa khởi lên một cái ý niệm xấu thì mình chế ngự nó liền, đừng có làm. Chẳng hạn như như vừa rồi đây, người ta đụng xe xong người ta bỏ chạy, thì con người ai cũng hốt hoảng hết á. Đụng người ta rồi người ta bị thương hoặc người ta chết đi là hốt hoảng dữ lắm. Nhưng mà nếu mà cái tâm hốt hoảng đó nó vừa sinh khởi thì tự nhiên cái tâm tà nó sanh lên liền, thôi bỏ chạy đi. Tại sao khi hốt hoảng như vậy, thấy nghĩa là bao nhiêu cái cảnh tượng mình đụng người ta nằm đó, thấy không, mà cái tâm thiện nó không sanh, nó đâu mình xuống rồi mình coi người này làm sao, rồi mình chở người ta đi bệnh viện vân vân, không thấy. Mà vừa đụng người ta một cái thôi thì cái hốt hoảng nó khởi lên thì tất cả những cái tâm bất thiện nó sanh liền, thôi mình bỏ chạy đi. Rồi có nhiều người á, có nhiều cái quốc gia đó là cái mạng người nó rẻ lắm. Nếu mà cái người đó còn sống mà mình phải nuôi á, nếu mà mình họ bắt được mình mà mình phải nuôi họ là nuôi suốt đời, chi bằng á mình đụng cho họ chết luôn đi, chết luôn đi, mình đền chừng ngàn hai ngàn á, thậm chí vài chục ngàn đi rồi là xong. Còn nuôi cái người này là nhiều tiền lắm, nếu mà họ sống cả đời nuôi lâu lắm, cái tâm bất thiện nó sanh. Thì vậy cho nên cái tâm bất thiện mà nó vừa sanh là mình phải chế ngự nó và khai hóa nó. Ví dụ như mình đi làm về,
Ở trên con đường đi về thì kẹt xe. Thì cái thường thường là khi mà kẹt xe thì chúng ta có cái khuynh hướng là chúng ta muốn đi cho nhanh, lạng lách bằng mọi cách cho lẹ. Mà đôi khi đi không được thì sao? Trong xe bực bội. Thì bây giờ cái tâm bất thiện nó sanh phải không? Bây giờ mình chế ngự nó đi. Chế ngự bằng cách nào? Khai hóa nó, nói với nó: nóng nảy làm chi, cũng chẳng làm được cái gì. Thôi bây giờ mình ngồi trong xe, mình về nhà, nhiều khi mình lay hoay, mình không có giờ, mình nghe pháp, mình tụng kinh. Thôi bây giờ ở trong này, trong thời gian này, mình không biết bao lâu nữa mới tới nhà. Còn 5, 10 mai nữa, 10 cây số, 20 cây số mà kẹt xe quá, ngồi trong xe mở băng giảng lên nghe. Và nói với nó rằng gấp gáp cũng chẳng được làm gì, mà bực bội thì mình trong xe mình tự biết thôi. Mà mình cứ tập mình riết như vậy, mà không lẽ ngày nào trên đường đi về kẹt xe cái tâm mình nó cũng khởi như vậy hoài sao? Không được. Phải chế ngự cái tâm đó và khai hóa nó, đưa nó tới một cái điểm tích cực. Ngồi đây thì chúng ta nghe giảng, chúng ta nghe kinh. Về nhà không có thời giờ tụng kinh, mở băng tụng kinh lên, ngồi tụng theo trong xe. Tự nhiên một lát sau cái tâm mình nó thuần trở lại, nó yên lắng trở lại. Thì trong kinh dạy á, trong luật, trong luận dạy á, một khi mà cái tâm mà bất thiện mà nó được cái tâm thiện khai hóa rồi, nó được chuyển hóa rồi á, mình có ba cái điều an lạc. Một á, là cái tâm mình bây giờ nó sanh ra một cái sắc pháp, nó sanh ra một cái tâm an lạc ngay trong giây phút đó. Cái đó gọi là hiện pháp lạc trú, lạc trú ngay trong giây phút hiện tại. Hiểu ý không? Tức là hiện tại ngay giây phút đó mình chuyển nó được, cái là mình liền có được một cái lợi ích thứ nhất. Đó là gì? Đó là an lạc ngay trong giây phút hiện tại. Lạc trú, lạc trú tức là ngay giây phút mình đó mình an trú trong an lạc. Điều thứ hai, mình không bị nhiệt não. Nhiệt não là gì? Cái phiền não, cái nóng giận của lửa nó thiêu đốt mình, mình không bị lửa nhiệt não nó hại mình. Và khi nhiệt não nó hại thì chúng ta sanh làm những cái điều sai quấy, mà cái kết quả của sai quấy là dẫn đến cái chiều ân hận khổ đau. Ví dụ hồi nhỏ Pháp Hoài có biết một cái cô đó, cô nấu cơm xong rồi cô đi ra, cô thường thường Việt Nam mình mẹ nấu cơm rồi hay ra đứng ngay sớm á, kêu mấy đứa con về ăn. Thì cô kêu cái thằng con cổ hoài, nó không ra, nó không về là tại vì nó mê bắn bi. Cô tức quá, cái cây củi mà đang chúng lửa nè, cô cầm nguyên cái cây củi đó, cô dí vô trong cái tay nó. Một lửa mà cả cái cây củi mà cô để, cô đè vô cái tay nó về, thì cuối cùng nó phỏng nguyên cánh tay nó. Và cái thịt của nó sau này teo, và Việt Nam đâu có đủ thuốc men gì dưới quê mà teo tất tại rút. Thì khi mà cái tâm sân nó khởi lên đó, mình không chế ngự nó, phải không? Mình không chế ngự nó, rồi mình không có chuyện, mình không có khai hóa nó, thì cái nhiệt não đó nó đi tới, cái sự nóng bức của phiền não, cái chữ nhiệt đây là nóng bức, sự nóng bức của phiền não nó đưa dẫn mình tới làm cái điều quấy. Rồi cuối cùng cái quả của cái điều làm đó là gì? Đó là ân hận suốt đời. Ngày nào đứa con đó còn sống và cô còn sống là cứ thấy nó là đau khổ, vì mình đã lỡ nóng quá mà mình đã hại đời con mình để cho nó tàn tật. Mà chính đứa con đó đó, mỗi khi mà nó nhìn lại nó, hoặc là nó làm, nó đi đứng, cái sự làm việc của nó, cái tay chân nó sử dụng bất tiện, mà nếu nó không được, nó không có được tu tập, nó không có được mở cái lòng nó chấp nhận, thì cứ mỗi lần nó khó khăn thì nó sẽ nhớ và nó hận má nó. Trong luận Đức Phật dạy, nếu như mà chúng ta chế ngự được tâm thì chúng ta có được cái an lạc thứ nhất, đó là lạc trú. Nó nhẹ liền, nó mát liền giây phút đó. Thứ hai là chúng ta tránh được cái nhiệt não để dẫn tới sự hối hận
của cái quả lầm sai mà chúng ta làm. Và thứ ba, cái an lạc và cái lợi ích thứ ba đó là gì? Do chúng ta sống được bằng cái tâm an lạc như vậy, cho nên khi chúng ta bỏ đời này, chúng ta sanh thiên giới, hay chúng ta sanh cõi lành, hay nói cách khác là ngay trong giây phút này, đời sống chúng ta đi đâu đến đâu làm gì mình cũng làm thiện hết. Tại mình luyện đó mà, mình luyện cái tâm đó. Cho nên mình phải chế ngự tâm và giáo hóa cái tâm. Ví dụ như mình tham ăn, thôi đừng. Bao nhiêu người đang dòm ngó mình đó. Cho nên hồi xưa Khổng Tử hay nói vậy lắm, bước ra đường cái á, 10 con mắt nhìn mình, 100 ngón tay chỉ mình, 10 ngón tay 10 con mắt. Thường thường người ta ngó người ta phải chỉ, phải không? Ví dụ mình làm gì sai đó, cái người ta vừa thấy xong người ta ngoắt lại, kìa coi kìa. Thật ra là 10 con mắt nhìn mình, 10 ngón tay chỉ mình. Thật ra Khổng Tử dạy như vậy là để chi? Để mình bước ra đường á, mình phải tự mình phải thúc liễm. Mà không phải đợi là mình mới làm người tu, mình mới làm chuyện đó. Bất cứ ai mà không có thúc liễm bản thân, mình ràng rỡ, mình buông lung, mình chến mãn ở giữa mọi người, tự người ta sẽ dòm ngó mình. Mình nói ví dụ một cái chuyện rất nhỏ thôi. Thí dụ như mình mang một chiếc vớ, lỡ chiếc vớ nó cái ống quần của mình nó dính vô chiếc vớ, mà hãy mà bị đước ra ngoài, mặc dù cái đó nó không là cái gì gọi là ghê gớm hết, nhưng mà tự động ta thấy cái đó hình như nó chưa có ổn, cái ta lại ta nói kéo ống quần lại, hay ta lại đứng gần mình ta kéo, cái ta rút cái ống quần mình ra. Một cái chuyện rất là bình thường thôi, không có gì hết. Thậm chí là mình mặc cái áo mà nó lỡ cái áo đó, mà nó còn dính trong cái lưng quần, tự nhiên ta tới ta cũng tới ta kéo ra giùm, hay ta nói chị sửa cái áo lại. Nó không tội lỗi gì, nó không có một cái gì gọi là ghê gớm sai quấy. Nhưng mà trong cái cuộc sống này, cái gì mà nó chưa có được là tự động nó sẽ có một cái người nào đó, một con mắt nào đó, một bàn tay nào đó tới chỉnh mình. Cho nên đâu cần đợi tới người tu mới gọi là chỉnh y thúc đới đâu. Nhớ không? Nhớ câu đó không? Xin lỗi thưa đại chúng, là mình mặc cái quần vô hay mặc cái xà rông hồi xưa đó, mặc cái niết bàn tăng đó, đâu phải mặc vô cái phải chỉnh đó. Thì trong cái câu kệ là chỉnh y thúc đới, tức là mình chỉnh sửa áo quần của mình lại. Không người nào mặc cái áo vô mà không phải chỉnh sửa. Cho nên y áo chúng ta đắp cũng phải chỉnh. Chỉnh như thế nào cho nó ngay. Chuỗi đeo vô cũng phải chỉnh. Cái kiếng mình đeo xong phải chỉnh. Nhất việc gì chúng ta đều phải có sự chỉnh. Cái xe của mình nè, bước vô ngồi phải chỉnh kiếng nè, chỉnh ghế nè, có phải không? Mình vô mình đậu bãi đậu xe phải chỉnh chiếc xe cho ngay nè, chứ không phải quẹo vô cái rắc, kệ nó đậu sao cũng được. Mình đậu không đúng hàng lối, người ta đụng xe mình. Thậm chí người ta còn nói ai mà đậu cái xe rất là không có ý tứ, kệ nó, quẹt chơi cho nó vui, cho cái tội đậu xe không có đường hoàng. Đậu xe cũng phải. Rồi thậm chí mình đậu xe vô rồi mình phải làm gì? Bẻ cái bánh lái sao để chi? Chỉ cái bánh xe mình nó ngay lại. Cho nên không có một cái gì chúng ta làm mà không có sự chỉnh chu. Sự vật nó còn vậy thì huống chi là cái tâm mình. Cho nên tâm mà không có chỉnh đốn, tâm không có gọi là thúc liễm ngăn chừa, thì cái tâm đó nó đi chơi vơi mà nó không biết đường về. Mình tu đó nha, ở chùa đó, mà thử thời bây giờ mà không đưa ra thời khóa coi, cho thoải mái coi, là thoải mái gọi là thả ga. Cho nên cái thời khóa để làm gì? Nó là một hình thức
để chúng ta đưa cái tâm mình trở về. Thỉnh thoảng phải đưa nó trở về. Sáng ngủ dậy, chuyện đầu tiên là bắt nó dậy lên ngồi thiền tụng kinh. Xong rồi xuống ăn sáng rồi làm gì một chút. Hay trưa đi qua đường mà ăn mà có nghiêm túc, tự nhiên ai cũng nghiêm túc trong ăn, quan tâm để ý tới cái ăn, gọi là gì, chú tâm. Cho nên trong dựa theo câu kệ này, tâm khó thấy tế nhị, theo các dục quay cuồng. Bây giờ muốn chỉnh nó thì chúng ta làm hai việc. Một là chúng ta khai hóa tâm, gì, chế ngự tâm, và chúng ta khai hóa tâm. Mà khi mà ba, mà khi mà cái đó mà nó được rồi thì cái gì tới? Ba cái an lạc, phải không? Một là lạc trú, hai là trừ được cái nhiệt não mà sẽ dẫn đến cái hậu quả hối hận, ăn năn, và thứ ba là bất cứ nơi nào, chốn nào chúng ta sống, chúng ta an lạc được hết. Tại sao? Tại mỗi ngày chúng ta làm vậy rồi. Ví dụ như một cái đứa nhỏ nó tới nhà người ta, nó ăn cơm, nó đứng dậy nó rửa chén, cái người ta mới nói trời ơi con nhà ai mà dễ thương quá, hay là người ta nói sao, thôi thôi được rồi con, con để đó cho bác làm. Dạ không có, mẹ con dạy con là ăn cơm rồi phải đứng dậy rửa dọn. Thì nó mỗi ngày nó quen như vậy rồi, nó tới nhà người ta nó cũng nghĩ như vậy, mà nó không nghĩ nó là khách, mà nó sống được vậy coi, khen liền. Con nhà ai mà dễ cưng quá. Còn ăn xong ngồi đó, người ta dọn dọn ngồi thừ ra đó. Mà thậm chí đũa cũng không phụ gom, muỗng không phụ dọn, ngồi thừ ra đó, ai muốn làm gì làm. Thì người ta cũng đâu có nói gì đâu, nhưng mà ta dọn xong ta quánh giá nó. Cho nên cái gì cũng vậy, nếu chúng ta sống mà có chừng mực, có khai hóa, có chế ngự, thì làm việc gì nó cũng đẹp. Ví dụ ấy, mình thường có cái thói quen rồi, bất cứ lúc nào gặp người lớn cũng chào, nói câu nào ra cũng dạ thưa, nó quen rồi, cái tâm nó quen, nó thuần rồi. Thì thậm chí nói chuyện với đứa nhỏ ta cũng dạ. Ôi tại sao tôi lại dạ con nhỏ? Không, đừng có lo. Cái chữ dạ đó đâu phải để dành cho người nhỏ nói với người lớn đâu, mà đó là mình, cái lịch sự của tâm của con người. Người lớn cũng có thể dạ, chứ đừng nghĩ rằng người lớn không phải dạ. Vì đó mình đừng có cái gì cũng vậy, mình sống riết nó thành cái quen. Mà cái thói quen không xấu, cái thói quen xấu là không nên. Thà là mình thói quen tốt đi. Và có nhiều đứa nó có cái thói quen là xin lỗi, bất cứ chuyện gì nó xảy ra cũng xin lỗi hết. Tốt. Tại sao phải xin lỗi? Tôi đâu cần có cái đứa nhỏ kia, hãy kêu tới nó, chuyện đầu tiên nó kêu là xin lỗi. Nói con làm gì mà con xin lỗi? Dạ con chưa biết, nhưng mà con xin lỗi trước. Phải không? Thật ra cái đứa, vì cho dù người ta có đang giận nó đi nữa đó, mà người ta kêu tới nó, cái giận của người ta nó cũng xuống nữa. Và không dẫn đến cái sự gọi là làm cho người mình sống mà mình không để cho người khác phải chê bai. Và thật sự ra trước hết ai lược lợi? Chính bản thân mình. Mình sống tốt, mình hành thiện, và mình chuyển ngự được tâm, mình chuyển hóa được tâm, thì cái người đầu tiên an lạc là mình. Nhưng mà ngược lại, nếu chúng ta sống dở, chúng ta hại người này, nói người kia, không, cái người thứ nhiều kia chỉ là người thứ hai nghe cái đó thôi. Mà chính những cái lời bất thiện nó xuất phát từ trong nội tâm của mình. Và để như vậy đó, Đức Phật còn dạy á, chúng ta thường nên quán tưởng năm điều. Cái này mình học, mình đọc hoài trong kinh Duy Thức. Tôi thế nào cũng phải già, tôi không thể nào tránh được cái già. Tôi thế nào cũng phải bệnh, tôi không thể nào tránh được cái bệnh. Tôi thế nào cũng phải chết, tôi không thể nào tránh được cái chết. Tất cả những gì tôi trân quý hôm nay, ngày mai này tôi đành phải buông bỏ tất cả. Cuối cùng là gì? Tôi không thể nào tránh được cái nghiệp. Phải không? Vì cái nghiệp chính là cái sẽ đi với tôi sau này. Còn nghiệp thiện hay nghiệp xấu đó là tùy mình. Nói chung là một chữ nghiệp thôi.
tôi không thể nào tránh được cái nghiệp, vì cái nghiệp chính là sẽ đi tôi sau này. Còn bốn cái trước là sao? Già, bệnh, chết, người thân và của cái, tôi không đem được cái gì. Cái mà tôi có thể mang theo được một cái thôi, đó là nghiệp. Mà nếu người tâm trong sáng thì tạo nghiệp thiện, người không trong sáng thì tạo nghiệp xấu. Là tôi sống vậy đó, tôi không cần sợ ai hết, tôi không sợ trời sợ đất gì hết, tôi không tin nhân quả tội phước gì hết, không có thần thánh nào hết. Dạ không sao, anh muốn nghĩ gì cũng được, anh muốn sống sao cũng được, nhưng anh không thoát được nhân quả. Bằng chứng, không ăn thì đói mà ăn vô là no. Anh ăn vô là cái nhân, cái quả là đầy bụng phải ra phân. Anh uống vô là nhân, có nước tiểu là quả. Không, mà nếu như mà nước tiểu mà nó luôn luôn tốt là anh khỏe. Anh không uống nước là nhân, bệnh tật là quả. Đơn giản vậy thôi. Anh bệnh, anh không uống thuốc mà uống thuốc là cái quả tốt, không uống thuốc thì cũng có quả mà quả xấu, quả bệnh nặng, quả chết. Anh không tin phải không? Nhưng mà thật sự anh có bao giờ anh rời khỏi nhân quả anh sống trong mỗi ngày đâu. Anh đi làm thì anh có tiền, anh ăn cắp thì anh phạm pháp, anh bị bắt. Không phải nhân quả là gì? Thôi, cái đó của người ta đừng lấy. Anh tin nhân quả rồi đó. Anh tin nhân quả anh mới không ăn cắp của người ta đó, mà tại anh không biết thôi. Anh có tin nhân quả, anh có sống với nhân quả, mà tại anh không biết thôi. Thì bây giờ người ta nói cho anh biết cái này là nhân, cái này là quả nè, mà bác liền không có nhân quả tội phước gì, nhưng mà anh không nhận chữ đó, anh vẫn sống với nó. Tôi không thích bệnh, nhưng mà xin lỗi anh, bệnh là có. Nhưng mà giờ thân anh chưa có bệnh phải không, mà tâm anh có bệnh đó, bệnh cố chấp. Nhiều khi mình nói tôi đâu có bệnh gì đâu, mà khư khư cái cách sống đó. Thì anh chưa bị thân bệnh, nhưng mà hiện tại tôi thấy anh có một cái bệnh, đó là tâm bệnh. Cho nên nếu mà mình nhìn với lấy cái đạo nhãn, Phật nhãn, tuệ nhãn, pháp nhãn, mà nhìn mọi người sống, các pháp nó đang hiện hữu ở trên đời này và mỗi người, chúng ta thấy rằng chúng ta thấy rất chi tiết về mọi việc. Nhưng mà tại vì người ta chưa nhận ra thôi. Người ta chưa nhận ra thôi. Cho nên người trí thì phòng hộ tâm. Có một vị mới lên gặp Pháp Hòa, nói là trong cái thời gian dịch bệnh thì ở nhà không có làm gì, thì con thường lên mạng chơi, lên Facebook. Thì cuối cùng quen được một cái người đó, rồi quen với cái người đó, rồi bây giờ sanh tình cảm. Mới sanh tình cảm thôi, và con có cái cảm nghĩ là con muốn bỏ cái gia đình hiện tại mà con đi theo cái tình cảm mới. Thì lên gặp thầy để thầy có cái lời gì thầy khuyên. Thì Pháp Hòa mới nói bây giờ nếu mà nó chưa có đi cái gì mà gọi là quá đà, quá đáng, nên dừng đi. Tại vì cái này nó chỉ là một cái giây phút thỏa mãn cái tình cảm, cái feelings, cảm giác ở trong người mình đó. Mình gặp được một cái người mới, lời nói của họ nó mới, cách thức của họ nó mới, thì mình cảm thấy nó có cái gì đó hay hay, nó không giống như cái người cũ của mình thôi. Nhưng mà nếu chúng ta không dừng ngay đây, mà chúng ta đi theo cái mà chúng ta đang nghĩ là chúng ta thích đó, mà nghĩ rằng ô mình kiếm được cái của mình rồi đó, vậy chứ trước kia không phải không cái người đó không phải của mình sao? Trước kia mình cũng nói câu đó mà. Trước khi mình cưới người này, mình sống với người này, có con, mình cũng nghĩ vậy mà. Người này của tôi mà, tôi kiếm được phân nửa của tôi mà, sao bây giờ là mình lại nói nữa? Thì Pháp Hòa mới nói dừng đi để làm chi? Để sau này đừng có hối hận khổ đau. Tại Pháp Hòa đã thấy rồi, có những người khi còn trẻ sống bay lượn như vậy đó, lúc về già nằm chỗ con không ngó, không dòm. Vợ thì hận mình, con nó hận mình, nó không nhìn, không ngó, thậm chí chết nó không tới. Mà mình tới mình năn nỉ nó nhất định nó không đi là nó không đi. Nói cái gì nói, nó không tới. Thiệt sự, đám tang nó không tới. Suốt cái đám tang nó không tới. Có phải khổ không?
vì một cái phút mà chúng ta không chế ngự được cái tâm, không khai hóa được cái tâm, không có thấy được cái muốn giúp cho cái tâm của mình nó dừng á, chúng ta nên nghĩ tới cái quả. Nhiều khi cái nhân nó chưa sinh khởi nhưng mà hãy nghĩ tới cái quả đi. Ví dụ như ở đây nó có những cái loại cây á, mình trồng á, mai mốt nó lớn á, là cái rễ nó sẽ sắn vào trong cái nền nhà và nó sẽ làm hư cái móng nhà. Cho nên thường thường trước khi trồng cái cây đó là đừng có thấy nó nhỏ nhỏ rồi cứ trồng sát nhà. Tại vì mình phải nghĩ đến 10 năm nữa, 20 năm nữa khi mà nó lớn lên là sẽ hư. Hồi xưa chùa cũ mình bị vậy đó. Mấy cái rễ cây á, nó bắn vô trong cái đường cống của chùa, rồi là nghẹt hết trơn luôn. Cuối cùng phải mướn thợ tới, họ đưa cái máy vô để xây nhuyễn những cái rễ cây đó, thì đường thoát nó mới thông được. Và từ từ nứt mấy cái nền móng của mình, nó sắn vô là nứt hết mấy, nó làm hư hết mấy cái móng nhà. Cái nhân nó sắp sửa trồng, phải nghĩ tới cái quả. Thì nhờ quán tưởng được cái quả như vậy, cho nên chúng ta rời được cái đó. Thì cái câu này Phật dạy: tâm khó thấy tế nhị, theo các dục quay cuồng, người trí phòng hộ tâm. Người trí mà phòng hộ tâm là phòng hộ bằng cách nào? Quán cái nhân và quán cái quả. Đâu có cần phải đợi quả mới thấy quả đâu. Ngay cái nhân là đã thấy được cái quả rồi. Ngay cái nhân là mình thấy được quả rồi. Cũng giống như Pháp Hòa nói, xin lỗi, giờ mình làm bánh bao nè, mình làm cái bánh bao nó nhỏ nhỏ vậy nè, nhưng mà nếu mình làm mà mình không có tư duy, không có quán chiếu á, thì mình để cái bánh bao vô trong cái nồi mình hấp, hồi bánh bao nó làm sao? Nó bể hết. Tại vì mình không có thấy được cái bột của mình nó quá mỏng, nó quá nhão, hay là như thế nào đó. Cho nên nhiều khi mình thấy nó vậy, nhưng mà chỉ chừng 5-10 phút sau thôi, nó sẽ nở ra. Trước khi mà mình ăn cơm xong rồi, trước khi mình gom dọn thức ăn, mình thường đi lấy cái chén, cái dĩa để mình đựng lại những thức ăn dư. Nhưng mà đâu có ai nhắm mắt nhắm mũi đi kéo đại cái tô ra lấy. Phải nhìn. Nhìn cái gì? Nhìn thức ăn dư còn lại bao nhiêu, để chúng ta đi tìm một cái tô cho nó tương ứng với cái thức ăn còn lại. Không suy nghĩ gì hết, lấy đại cái tô ra để. Để xong không đủ, thế là phải lấy cái tô bự hơn, xớt qua, rồi lại cái thêm cái dư. Bây giờ không có sao đâu, nhưng mà mất công. Mà cứ như thế thì nó thành ra cái gì? Tập khí, thói quen. Mà dù nó không tội lỗi gì, nhưng mà chính cái đó nó làm cho mình thấy rằng cái nhỏ mình chưa giải quyết được thì nó thành cái thói quen, thì nó dẫn tới cái lớn. Mà cái trường hợp này đó, Đức Phật trong giới luật Phật gọi là cái gì? Giá tội hay là tánh tội? Cái này là cái giá thôi. Cái giá là cái ngăn. Cái nhỏ mà anh không chừa thì nó sẽ dẫn đến cái lớn rất là dễ dàng. Còn cái tánh tội á, không cần biết đạo Phật, đạo Chúa, đạo gì cũng cần biết, không cần biết nam, nữ, bất cứ sát sanh, trộm cắp, tà hạnh, dối trá, nó nằm sẵn trong hết, trong tất cả con người. Không luận là con người đó là ai, hễ là con người, dù tu cũng tu gì, nó vẫn nằm ở đó hết. Cái đó là tánh tội. Nhưng mà chúng ta ngăn ngừa bằng cách nào? Đừng uống rượu. Tại rượu chỉ là giá tội thôi. Ngăn ngừa cái rượu đi để không có thể phạm tới những cái lỗi lớn. Mà tại sao phải gọi là tánh tội? Là vì nó nhỏ quá. Mà tại sao phải làm? Là vì chính nó nhỏ cho chúng ta coi thường. Mà chính vì cái coi thường cho nên chúng ta dễ phạm. Chính vì chúng ta coi thường mà dễ phạm. Chúng ta lái xe ở mùa đông ở đây nè, người nào mùa đông mà lái y như mùa hè là thế nào cũng đụng xe. Mùa đông phải lái theo mùa đông, mùa hè phải lái theo mùa hè. Đến mức độ mà người ta còn cho mình cái bánh xe, ở đây còn có bánh xe mà. Mùa hè thì phải đổi bánh xe, mùa đông phải đổi bánh xe. Cho nên người trí phòng hộ tâm, phòng hộ bằng cách là thấy nhân, thấy quả. Phòng hộ bằng cách là quán năm điều. Tất cả những gì tôi trân quý hôm nay, một mai này tôi phải đành buông bỏ tất cả, dù đó là vật chất hay người thân. Một cái duy nhất mà tôi có thể mang theo được với tôi sau này, đó là nghiệp.
Nhờ quán như vậy cho nên phòng hộ được tâm. Và người mà phòng hộ được tâm thì cái gì đến? An lạc nó đến. An lạc là gì? Sự tĩnh lặng, sự nhẹ nhàng, sự bình an. Không phải rộn rã, nhưng mà nó có một cái sự, cái niềm vui tĩnh lặng ở bên trong. Cái đó gọi là lạc, là vui. Mà cái lạc này không phải nó rộn rịp, nó gì hết á, mà nó rất là bình thản, an nhiên. Đó là cái câu kinh thứ 36 trong kinh Pháp Cú, ở trong cái phẩm gọi là phẩm tâm. Thì hôm nay Pháp Hòa chia sẻ với đại chúng, chúng ta giải thích thêm ha. Cái câu này là do cái thầy trẻ muốn trở về đời, Đức Phật xót thương, không muốn thầy này ra đời, cho nên Phật dạy giữ một việc thôi con, được không? Dạ được. Trời ơi, phải mấy ông thầy con nói sớm là con khỏe rồi, nói con giữ tới 250 giới con thấy khủng quá. Lên Phật thì Phật nói thôi giữ tâm thôi. Mà thiệt sự là vậy. Trên đời này á, cái thiện là bất thiện chỉ duy nhất sinh khởi từ tâm. Mà hãy tâm mà được điều phục rồi thì sao? Mọi việc nó đều yên hết, phải không? Tâm được tịnh rồi thì sao? Tội liền tiêu. Mà tôi tiêu tâm tịnh, thải điều không. Tại lúc đó mình thấy tội không có thì tâm đâu sanh khởi, có phải không? Tâm bình lặng rồi thì giờ, thí dụ như tâm mình yên rồi là vật chất có để đó, nó đâu có tác động gì đâu. Thì không phải là tâm được tịnh rồi tội liền tiêu là gì? Tội tiêu tâm tịnh, thải điều không. Tôi không có tâm ăn cắp cho nên anh để ngàn thứ quý giá, tôi cũng bình an vô cùng. Tôi không có tâm mê cờ bạc cho nên anh có lái xe chở tôi đi ngang casino, anh cho tiền tôi chơi, tôi vẫn bình thường. Tại vì sao? Tội tiêu tâm tịnh, thái điều không. Ngay chỗ đó gọi là địa ngục đó. Địa ngục gọi là hữu và vô. Mình không mê, dù cái đó nó có trước mặt, cũng vô nghĩa đối với mình. Cũng giống như giờ mình là người ăn chay, mình không có ăn mặn, không ăn thịt. Giờ có để thịt cá trước mặt mình, bình thường. Tại sao? Tại vì tôi đâu có phải là người muốn ăn nó. Mặc dù tôi có thể ăn nhưng mà tôi không muốn. Cho nên có. Cái đó nó có đây, nhưng mà với tôi nó là không gì hết. Cho nên địa ngục có với ai? Có với người tương đồng với tâm địa ngục. Địa ngục không với ai? Không với những người không có tâm của địa ngục. Phòng hộ tâm thì khi tâm điều là được an lạc. Xin Thầy hoan hỷ cho con biết ý nghĩa của lễ trai tăng. Cái chỗ này Pháp Hòa cũng đã nói rồi, nhưng mà ở đây Pháp Hòa xin lược lại chút thôi. Chữ trai á, được hiểu là một bữa ăn, một bữa ăn trai. Mà chúng ta đúng ra là chúng ta gọi là ăn trai, món trai, chứ không phải là ăn chay. Như ngày nay chúng ta đã viết chữ chay CH, thì cái chữ đó nó là viết trại ra từ cái chữ nguyên gốc của nó là trai. Bởi vì chữ trai nghĩa là trong sạch, là tinh khiết. Vậy thì chữ trai trong lúc này được hiểu là một bữa ăn trai, một bữa cơm. Chữ tăng được hiểu là tất cả các vị xuất gia. Như vậy lễ trai tăng nghĩa là một cái lễ chúng ta thiết một cái bữa cơm để cúng dường cho các vị xuất gia. Và cái lễ đó được gọi là lễ trai tăng. Và trong phần trai tăng nó có hai phần. Cái phần mà mình dâng cơm mình cúng gọi là trai phạn. Chữ phạn là cơm. Còn cái chữ trai tăng là một danh từ chung để chỉ nếu trong bữa đó chúng ta vừa ủng hộ vật chất tứ sự cúng dường, như là cái khăn, bàn chải, xà bông, kem đánh răng rồi vậy đó, thì cái đó là tứ sự cúng dường, rồi cộng thêm bữa ăn. Thì trai tăng này lúc nào mới được làm? Chừng nào mới được làm trai tăng? 49 ngày phải không? Không phải. Bất cứ lúc nào mình cũng làm trai tăng được hết. Chứ không phải là đợi khi nào thân nhân chết mới cúng trai tăng. Nếu vậy là mấy thầy đợi ăn đám chết sao? Bất cứ lúc nào mình có phát tâm, mình đều thiết lễ trai tăng được hết.
chứ không phải là đợi thân nhân mất mình mới cúng trai tăng. Thí dụ bây giờ nè, năm nay mẹ 80 tuổi, mình làm trai tăng cầu phước cho mẹ ha. Con mình vừa ra trường, thành tựu được tất cả những cái gì mình ước nguyện, mình làm trai tăng, mình cúng dường để mình tạ ơn Tam Bảo đã gia hộ cho con mình được thành tựu cho đến ngày hôm nay. Cháu mình nó sanh con mình nó sanh con, nghĩa là cháu nội cháu ngoại của mình, thay vì mình tổ chức một bữa đầy tháng gà vịt rồi chết nhiều một chút, thì bây giờ mình làm trai tăng. Bất cứ cái gì cũng trai tăng được hết, chứ không phải chỉ để đợi người chết mới cúng trai tăng. Mà khi mà mình thiết lễ trai tăng á, không phải là mình chỉ tới chùa mình đưa tiền, mình nói nè con muốn thỉnh 30 thầy 40 thầy chùa làm giùm cho con. Tốt hơn hết nữa đó, để cho nó trọn vẹn đó, mình nên cử người nhà mình đi vô chùa, hỏi chùa có cần con phụ cái gì không. Nhiều khi chùa đơn chiếc, mình ở nhà đông, mình tới mình phụ để sắp xếp cái bữa lễ trai tăng đó cho tươm tất, thì mình cái đó là vừa của vừa công. Vì cái lễ đó chùa làm là vì mình request, mình xin làm chùa mới làm, thì mình làm mình phải tới phụ, chứ không phải là mình giao phó hết cho chùa để được gọi là trai tăng. Mà trong đó chúng ta phải có sự đóng góp công sức của mình để nó trọn vẹn được cái ý nghĩa và công đức. Mà tại sao mình phải cúng như vậy? Bởi vì khi mình thiết trai như vậy đó, thì chư tăng lúc đó trang nghiêm thanh tịnh, rồi dâng tất cả những thực phẩm của chúng ta cúng lên, trên là cúng chư Phật, tôn pháp, hiền thánh tăng, kế đến các thầy mới thọ dụng. Vậy thì các thầy thay thế cho mình cúng dường Tam Bảo những món ăn này, và sau đó các thầy thọ dụng, đem công đức tu tập của các thầy các cô hồi hướng cho người nhà của mình. Đó, thì cái đó là lễ trai tăng. Tại vì chúng ta ít có thấy cái trường hợp này, cho nên chúng ta thấy nó có cái gì nó lạ và nó khác biệt. Chứ thật sự theo truyền thống của Nam Tông đó, Phật tử thỉnh chư tăng về nhà trai tăng suốt à. Nhiều khi á, mỗi nhà thay phiên mọi ngày nữa, họ thỉnh chư tăng về nhà, họ làm bữa cơm trưa cúng dường cũng là trai tăng vậy đó. Nhưng mà bởi vì thường á, là mình có một cái vấn đề, một cái sự kiện gì trong gia đình mình thiết lễ, cho nên có cái lễ tắc bạch. Tắc bạch là gì? Là cái lễ mình trình thưa là hôm nay lý do nào mình tổ chức cái lễ này. Còn không nữa đơn giản, ở bên Nam Tông người ta đơn giản là thỉnh chư tăng, người ta thưa hôm nay gia đình chúng con thỉnh chư tăng về cúng dường bữa cơm, nguyện chư tăng hồi hướng công đức, cầu nguyện cho mẹ con, ba con gì đó. Cho nên tất cả cái nguyên do nào chúng ta cũng có thể làm trai tăng được hết, chứ không phải đợi người chết chúng ta mới cúng trai tăng được. Kính xin thầy hoan hỷ giải đáp dùm con. Trước khi con tụng kinh Địa Tạng, con tụng chú Đại Bi có được không? Con xin thành kính cảm ơn thầy. Thưa đại chúng, chú Đại Bi là một bài thần chú biểu tượng cho tâm lượng Đại Bi rộng lớn. Cho nên chúng ta có thể sử dụng bài thần chú này trong bất cứ thời kinh nào, chứ không riêng kinh Địa Tạng hay là không riêng kinh Di Đà. Bất cứ thời kinh nào chúng ta tụng cũng tốt hết. Nếu nói ở cái năng lực do chúng ta chí thành trì tụng, và cái tâm chí thành đó nó có thể tạo ra cái năng lực tha lực của Phật Bồ Tát. Còn ở cái chỗ thực tập là khi chúng ta thâm nhập được, cái ý nghĩa là nhắc nhở chúng ta thâm nhập vào cái tâm đại bi rộng lớn của chư Phật. Mà khi chúng ta thâm nhập được vào cái tâm rộng lớn đó rồi thì không có gì trở ngại mình hết. Cho nên gọi là thiên thủ thiên nhãn, vô ngại đại bi tâm đà ra ni. Tâm đà ra ni nghĩa là cái tâm mà nó dung nhiếp cả hai thứ nghĩa và lý. Nó vậy đó. Cho nên mình tụng kinh Địa Tạng, bất cứ kinh gì đều có thể tụng chú Đại Bi được. Kính thưa thầy, cho con hỏi tại sao trong kinh Địa Tạng không có chúng tỳ kheo ni lên trời Đao Lợi nghe giảng?
Trong lúc ấy trong khi lúc ấy có rất nhiều thánh tăng và thánh ni, sau khi biết Phật lên trời đau lợi vẫn có thể đến có thể đến để sao để nghe, vậy sao không một ai đi? Quý vị hiểu câu hỏi không? Không hiểu. Bởi vì trong kinh Địa Tạng á, cái kinh Địa Tạng là một cái bộ kinh thuộc hệ Đại Thừa. Và cái kinh này diễn tả là Đức Phật lên cõi trời thuyết pháp, lên cõi trời thuyết pháp cho chư thiên, và đặc biệt là vì mẹ của Ngài là Thánh Mẫu Maya. Bởi vì theo lịch sử, mẹ của Ngài sinh Ngài ra được 7 ngày thì bà mất. Khi Ngài lớn lên, Ngài nghĩ đến cái công ơn cho cha của mẹ, và khi thành được đạo quả thì một trong những cái tâm lành của Ngài đó là Ngài trả hiếu cho mẹ bằng cách lên trời đau lợi. Bởi vì mẹ Ngài chết được sanh về cõi trời đau lợi, và đến Ngài đến đó để thuyết pháp cho mẹ mình nghe. Đó là dựa theo cái tinh thần của kinh Địa Tạng nói. Nhưng ở đây, ở cái mặt đạo lý thì đã nói là kinh thuyết pháp cho cõi trời, thì tất cả chúng chư thiên cõi trời để tập hợp mà nghe. Cái thứ hai nữa đó là Địa Tạng là chỉ cho tâm. Địa Tạng là chỉ cho tâm, mà tâm hướng cõi thượng thì mới được về cõi thượng. Cái ý nghĩa nó vậy. Chứ còn mình đứng trên lịch sử thì kinh Địa Tạng là một cái kinh như vậy. Còn đứng trên cái đạo lý thì kinh Địa Tạng là kinh chỉ về cái tâm, hướng dẫn cái tâm mình cho lành thiện, để chúng ta khi chúng ta chuyển được tâm, nghĩa là chúng ta tu theo kinh Địa Tạng đó. Quý vị nào muốn hiểu cái nghĩa lý kinh Địa Tạng, quý vị nên tìm cái bộ đó quý vị nghe. Pháp Hòa cũng đã giải thích cái bộ kinh Địa Tạng đó với cái đề tài là về với nguồn tâm, về với nguồn tâm, và giải thích những cái chi tiết ở trong cái bộ kinh đó. Còn ở đây thì rất là dài, chúng ta không thể nói hết, chỉ giải thích một cái điều đơn giản là kinh đó dành đặc biệt thuyết cho chư thiên, để cho chư vị ở cõi trời nghe. Kính bạch Thầy, Địa Tạng là hoằng nguyện độ sanh, nhưng sao con thấy hình bình thường ít khi tụng, mà thường tụng trong đám tang cho người chết nhiều hơn? Thưa đại chúng, tại vì vị Phật tử này thấy vậy thôi, chứ không phải kinh Địa Tạng dành riêng cho tụng người chết. Bởi vì bộ kinh này là hướng dẫn cho tất cả chúng ta biết đưa tâm mình trở về cái chỗ lành thiện, cho nên tất cả đều tu tập được hết. Nhưng mà chúng sanh chúng ta bình thường biểu tu thì khó, mà gặp hữu sự thì chúng ta lợi dụng lúc đó biểu tu cũng dễ. Ví dụ như bình thường biểu tụng Địa Tạng dễ gì tụng, nhưng mà giờ vì cha mẹ mất, mình nghĩ đến cái sự gọi là cầu siêu báo hiếu đó, chịu khó ngồi tụng bộ Địa Tạng. Như vậy nhờ tụng bộ Địa Tạng cho nên từ đó biết phát tâm lánh ác làm lành, tu nhân tích đức theo cái nhân quả sống thì cũng tốt thôi. Tụng lúc nào cũng là lúc tụng. Chắc có lẽ là vị Phật tử thường thấy trong trường hợp đó, chứ thật sự ra trong kinh thì theo tinh thần kinh thì có thể tụng lúc đầy tháng thôi nôi, lúc con mình có mang đều tụng được hết. Nhưng mà thường theo cái thông thường quý vị thấy đó, người ta có hữu sự người ta mới về chùa, nhờ chùa lo một cái việc gì đó, mà đặc biệt là vấn đề tang chế. Thì chùa lo tang chế thì quý thầy phương tiện lấy bộ kinh đó ra tụng, nhờ tụng vậy cái mình phát tâm hướng thượng. Xưa nay tâm mình đâu có biết hướng đâu, đâu hướng đây đâu, hướng bằng hướng dưới này nè. Cho nên nhờ tụng kinh Địa Tạng cho nên tâm mình hướng thượng. Cho nên Phật rằng Địa Tạng đến thiên đường. Cho nên tâm mà biết hướng thượng, nghĩa là tâm là Địa Tạng về với cõi trời đó. Cái ý nghĩa đó vậy. Bạch Thầy, khi mình chết đi thì có kiếp sau không ạ?
Em chưa chết em không biết đâu. Mình nói là mình nói vậy cho vui thôi, nhưng mà như thế này, mình tin có hôm qua, có hôm nay, có ngày mai, thì có quá khứ, có hiện tại, có vị lai. Mình không tin kiếp sau cũng không sao hết. Quý vị không tin kiếp trước cũng chẳng có sao hết. Bởi vì tin có kiếp trước kiếp sau hay không, không ảnh hưởng đến giáo lý của Đạo Phật. Giáo lý của Đạo Phật chính gốc là hướng dẫn cho chúng ta ngay trong đời này gieo cái nhân giải thoát hết khổ. Cái đó là cái chính. Nhưng mà nên nhớ rằng ở đời có những cái chúng ta không thấy thì không có nghĩa là nó không có. Phía sau lưng mình là mình đã không thấy rồi, khuất một cái vách là mình đã không thấy rồi, huống chi là những cái mà nó xa xôi. Những cái không thấy chưa chắc đã là không có. Nhưng mà mình không tin cũng không sao hết, tại vì nó không ảnh hưởng gì tới Đạo Phật hết. Đức Phật là người có trí tuệ, thấy có những cái mà Phật thấy. Phật nói anh tin thì anh làm. Thí dụ anh tin có kiếp sau thì kiếp này anh ráng anh gieo. Ví dụ như là mình tin rằng có năm, có 3 năm tới không, thì nhờ có 3 năm tới cho nên năm này mình gieo nè. Có cái gì mà chúng ta làm mà không có một cái sự plan, không có một cái sự sắp xếp trước. Cái ngôi chùa này đâu phải xây một lúc mà nó thành đâu, xây nhiều giai đoạn nó mới thành. Mà nếu mình không có thực hiện ngay cái chương trình bây giờ thì làm sao kiếp sau này nó có. Đã nhiêu đó thôi thì quý vị thấy rằng có kiếp trước kiếp sau không. À, cho nên á, mình tin cũng được. Nếu mình tin thì mình sẽ cố gắng mình tạo cái nhân thiện đời này để kiếp sau mình hưởng. Mình không tin mình cứ xả giang đi. À, rồi thì khi mà cái quả nó đến thì cũng là mình hưởng thôi. Cho nên mình có tin không tin Phật không có gì trở ngại hết. Đạo Phật không có gì trở ngại hết. Đức Phật là người có trí tuệ, có thấy xa, Đức Phật nói thôi. Còn cái chuyện mình tin thì mình làm, không tin mình vẫn cứ làm theo cái kiểu nghĩ của mình, thì cái khổ đau mình tự chịu. Mình làm được cái điều thiện đó thì hạnh phúc mình hưởng. Mà cái chính gốc của Đức Phật là dạy cho chúng ta tu giải thoát được những cái khổ đau hiện đời, chứ không phải chủ đích của Đạo Phật là nói kiếp trước kiếp sau. Không phải chủ đích của Đạo Phật là nói cõi này cõi kia. À, chủ đích Đạo Phật không phải nói cái đó. Nhưng mà Đức Phật có nói cái đó. À, còn chúng ta có tin hay không thì tùy theo ý của mình. Nhưng mà mình đem những cái ví dụ, nếu mình không trồng cái hạt cam, bây giờ mình nhìn cái cam, hỏi cái cam này làm sao mà có được. Ồ, tôi trồng 5 năm trước, vậy là có trước rồi, cho nên bây giờ nó có trái nè. Rồi xong mình ăn xong mình nói trời ơi, trái cam này ngọt quá, chị cho tôi giống được không, tôi về tôi gieo. Vậy là mình tin tương lai nó sẽ có cây cam rồi. Vậy thì tại sao mình xin hạt để trồng để tương lai có trái ăn mà mình không tin kiếp sau, làm sao? Ba năm trước em có qua đây rồi, bởi giờ em mới tới nữa nè. Rồi giờ em tới đây rồi, ba năm sau em tới nữa làm sao? Nếu quý vị không tin có sao thì em đi luôn, em không trở lại rồi sao? Thưa Thầy, mong Thầy cho con lời khuyên. Khi con đi chùa, nếu mình và cô Phật tử trong bếp không thuận duyên hay xích mích, khiến cửa thoát rồi đó. Duyên hay xích mích, nếu điều đó làm mình bỏ chùa là không nên phải không ạ? Nếu mà đã hỏi mà trả lời luôn rồi. Quý vị có nghe cái bài giảng của Pháp Hòa nói là
đừng tự đẩy lui mình chưa? Nếu chưa thì về mở cái đó nghe thì nó trả lời câu này. Khi mình đi chùa có phải vì cô này không? Vậy thì tại sao bây giờ mình nghỉ tu bỏ chùa vì cô này? Vô lý. Cái thứ hai, đừng thấy cái dở của người khác mà tự đẩy luôn mình. Pháp Hòa ví dụ, mình hay nói câu này lắm. Chị biết không, mỗi lần tôi gặp nó tôi chào, nó đâu thèm chào tôi, bởi tôi ghét tôi đâu chào. Có không? Quen quen ha. Hỏi sao vậy? Nó bất thường muốn chết à. Mà mình tưởng mình thường lắm. Nếu mà người ta bất thường, người ta không chào mình, mỗi khi mình chào người ta mà mình gặp người ta mình vẫn cứ thường chào thì mình mới không bất thường. Còn người ta không chào mình không chào lại thì mình bất thường theo họ. Hiểu ý không? Rồi cái thứ hai, trời ơi cái bà đó phải đi chùa, phải giữ muốn chết, bữa tụi đâu thèm đi chùa. Ủa? Như vậy là mình đồng quá, mình giữ giống bà sao? Bà đi chùa mà bà giữ muốn chết, mà mình vẫn đi chùa mình không giữ muốn chết, mà mình hiền muốn chết. Đó mới hay chứ. Còn nếu mà cái bà đi chùa bà giữ muốn chết, bữa tụi ghét tụi đâu thèm đi. Như vậy là cái bà đi chùa bà giữ, cái mình giữ theo bà, mình không đi theo bà sao? Như vậy thấy cái dở của người khác mà tự nuôi sụt mình, cái đó là cái không được. Vậy mình tu mình phải có tuệ giác. Tu chặt nó mất cái chữ u thành chữ tệ giác. Có một ông thầy cũng vô tu. Vô tu cái ông cứ hỏi Phật hoài mấy câu hỏi, Phật không có trả lời. Tại vì Phật biết cái ông này ông chưa có khả năng tiếp nhận cái này, mà Phật trả lời nó vô ích lắm, tại vì nó thiết thực liên hệ cái chữ tu. Thì bữa đó ông lên bạch Đức Thế Tôn, đây là lần cuối cùng con hỏi ngài mà ngài không trả lời, con xin nghỉ tu ra đây. Thì Đức Phật nói khi ông đến đây tu, ông có đặt điều kiện với tôi không? Nó dạ không. Vậy thì hôm nay ông đừng đặt điều kiện với tôi. Bởi vì á, chúng ta phát tâm tu, nó có 8 cái thứ tâm để tu. Bây giờ trong 8 cái tâm này nè, mình phải lọc lại coi mình giữ 4 bộ 4. Một là tâm tà, tâm chánh, tâm thiên, tâm viên, tâm tiểu, tâm đại, tâm chơn, tâm ngụy. Pháp Hòa nói nha, tà, chánh, chơn, ngụy, đại, tiểu, thiên, viên. Tà là lỡ, chánh là nghe. Bây giờ mình tu mình phải bỏ tâm tà lấy tâm chánh. Rồi hai cái, tà chánh, bỏ tà lấy chánh. Chân là thật, ngụy là giả. Cho nên mình kêu ngụy quân tử đó. Chữ ngụy là giả, chân là thật, ngụy là giả. Như vậy nếu mình đi chùa từ cái tâm chân, chứ đâu phải tâm giả, mà tại sao bây giờ không gặp người đúng ý mình mà mình lại đuối? Mà cái thứ hai nữa, không lẽ cả chùa xích mích với mình hết sao? Vì một cô mình xích mích thì mình yếu quá, phải không? Thành thử ra tà, chánh, chơn, ngụy, đại, tiểu. Đại là lớn, tiểu là nhỏ. Mà có tâm đại thì mình phóng được hết, ôm ấp được hết. Còn có tâm tiểu thì mình nhỏ, mình lùi. Rồi, thiên với viên. Thiên là gì? Thiên là tròn đủ. À xin lỗi, thiên là lệch, viên là tròn đủ. Nếu mà tâm mình thiên lệch là mình lùi sụp, tại vì mình có thiên lệch vì một ai đó. Còn viên là mình viên mãn, ngoài chị ra là người mà làm tôi phiền não, còn rất nhiều người thương tôi. Thì mà đa số con người bị nó khổ một cái, một người làm mình khổ là mình nghĩ tôi. Cho nên một con ngựa đau cả tàu nhậu chết bỏ. Một con ngựa đau cả tàu không ăn cỏ. Cho nên á, mình đừng có vì những cái đó mà mình lui sụp, nó uổng đi. Cho nên thường thường ta kêu là thối luôn. Chữ thối là xê quan chút. Xê quan chút giống như cái gì nặng quá đó,
mình hiền lành không được, chứ mình dứt nó một chút, mình dứt nó một chút, mình tu kiểu vậy đó. Mình di dịch riết cho từ từ mình nuôi. Con có một thắc mắc, ở cõi đời này người đời có thể kết nối với âm dương hay không? Cái này là em không biết thiệt à. Nếu mà âm, nếu mà em mà kết nối được giữa người âm là em tỉnh tử. Rồi quý vị mà gặp có quà để cho thầy này ổng không bình thường nha. Thưa đại chúng á, cái chữ kết nối là vậy nè. Thí dụ như mình thắp một cây hương, mình khấn ông bà, cây hương đó là sự kết nối. Nó giúp cho mình có một cái phương tiện để mình cảm nhận là mình đang gửi cái tâm mình với tổ tiên ông bà. Ở cái trường hợp nối kết là mình thấy ông bà trong mình, và mình đang sống đại diện cho ông bà mình sống. Cái đó là kết nối chứ không phải ở ngáp kiểu mà lâu lâu rồi cái nói ta đây ở đâu lên đó. Thì cái đó không phải, cái đó không phải chủ trương của đạo Phật. Mà ngay cả khi mình thắp cái hương mà cúng ông bà, nó cũng chẳng phải của đạo Phật. Cái chuyện thắp cái hương cúng cho ông bà đó là nguồn gốc của dân tộc Việt Nam, không cần biết lãnh đạo gì. Vì không có người nào ở cõi đời này mà không cha không mẹ, cho nên sự cúng tế cho ông bà cha mẹ đó là truyền thống của dân tộc Việt Nam. Nhưng mà đạo Phật đi đến quốc độ nào, quốc gia nào là đạo Phật có thể thích ứng được, hội nhập được với cái hoàn cảnh văn hóa truyền thống của đất nước đó. Vậy thì đạo Phật du nhập vào Việt Nam, đạo Phật thấy cái văn hóa cúng kiến tổ tiên đẹp hay, đạo Phật tiếp nhận và làm cho cái ý nghĩa của tổ tiên nó giàu đẹp hơn lên, chứ không có bị mai một và không thiếu cái ý nghĩa. Cho nên chúng ta là người đến xứ Úc này, chúng ta tiếp nhận được những văn hóa của Úc và chúng ta có thể phối hợp được với cái văn hóa của Việt Nam, làm cho hai cái văn hóa thành đẹp. Ví dụ như ở Việt Nam mình không có quen đụng ai cái excuse me, nhưng mà qua tới đây rồi mình hội nhập được cái văn hóa nó hay mà. Mình lỡ đụng độ người ta thì mình xin lỗi, sorry là đúng thôi. Mình muốn đi, mình người ta cản đường mình thì mình xin phép cho tôi đi qua là điều đúng thôi, phải không? Hoặc là mình có cái thói quen là hay chen và lấn, vừa chen mà vừa lấn. Nhưng mà người ngoại quốc của người ta là gì? Xách hàng đó. Mình đến đây mình hội nhập được cái xách hàng thì tự nhiên cũng là người Việt Nam, mà người Việt Nam trật tự xếp hàng chứ không phải là chen lấn. Vì cái thói quen của mình là đường đời chật chội nhiều chen lấn, nẻo đạo thênh thang hiếm kẻ tiền. Cho nên cái tiếp nối của mình với tổ tiên lại, mình thắp một cái hương, thí dụ mình thắp cái nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương, phượng phất khắp mười phương, cúng dường ngôi tam bảo. Tiếp nối giữa mình với Phật, bắt đầu phát nguyện nè: nguyện trọn đời sống đạo, theo tự tánh làm lành. Cái câu đó mà là cái chỗ mà chúng ta muốn nói, nhưng mà mượn cái tình ảnh chân hương để tiếp nối chư Phật. Vậy thì cái tiếp nối đó là một phương tiện để hướng tâm mình, chứ không phải là một sự mê tín, cũng không phải là mình ở các kiểu âm dương. Quý vị hiểu được chỗ đó thì mình không có gì trở ngại. Bây giờ lỡ không có cây nhang nào hết thì chỗ đó ta không cho thắp nhang thì mình làm sao? Chí thành tâm hương một nén, đài sen con nguyện hồ đồng. Hương nó cũng có hai thứ, hương vật chất, hương tâm. Cho nên mình mới có cái bài đó: hương này không phải trời xanh, không phải đất mọc, trước khi thiên địa chưa xanh, nguồn pháp đã tạo trùm pháp giới. Không phải lửa, không phải khói, không phải gỗ, không phải trầm,
mà nó là hương giới, hương định, hương tuệ. Nó là hương giới, hương định, hương tuệ. Thử nhất biện hương bất tùng thiên gián, phi thuộc địa sanh, lưỡng nghi vị phán chi tiên. Phi mộc, phi hỏa, phi yên. Phi mộc là không phải gỗ, phi hỏa là không phải lửa, phi yên là không phải khói. Phi mộc, phi hỏa, phi yên, thâu lai tại nhất phi trần, tán khứ phổ châu xa giới. Thâu nó lại, nó nằm ở trong một hạt bụi, tỏa nó ra trùm khắp pháp giới này. Thế thì hương đó là hương gì? Hương giới, hương định, hương tuệ. Cho nên mình mới thắp ba cái nhang. Được chưa? Xin Thầy giúp con về vấn đề tu tập. Mỗi khi con cố gắng giữ chánh niệm vào ban ngày thì ban đêm con lại ngủ không yên vì vọng tưởng nổi lên chập trùng. Con không biết tại sao. Xin Thầy giúp con giữ chánh niệm. Giữ chánh niệm mà không buông niệm thì tối nó chập trùng chứ có gì hết. Giống như con nó dẫn cháu nó gửi, gửi giữ nó nguyên ngày rồi, tối nó dẫn về thì để cho nó dẫn về đi. Nó không, để cho tao. Thì ban đêm con nít nó ngủ không yên, nó quậy mình muốn được. Ví dụ vậy đó. Bây giờ đối với những vị nào chưa làm chánh niệm nè, chánh niệm là gì? Tất cả chúng ta trong đời sống hàng ngày đều có niệm. Niệm là gì? Là sự nhớ nghĩ. Nhưng mà đa phần chúng ta là tạp niệm và loạn niệm. Đang làm cái này nghĩ khác, đang làm cái khác nghĩ kia. Tạp loạn rồi. Có đúng không? Nói thôi tôi mặc áo lên tụng kinh nha. Cái bắt đầu dọn hết mấy khác cất, cái bắt đầu mặc áo lên tụng kinh. Mẹ vừa quỳ xuống tụng kinh kia, coi con mở cửa con. Rồi điện thoại nó reo, 77 bắt phone con. Mình tụng kinh mà mình không chí thành, cho nên mình cũng có niệm là mình nhớ, nhưng mà hàng ngày mình sao? Tạp niệm. Bây giờ Phật, tu theo Phật đó là Phật dạy mình đó, nhớ nghĩ cái nào một thứ thôi. Ăn cơm biết mình ăn cơm, làm bếp biết làm bếp, đừng có nghĩ, lái xe biết lái xe. Cho nên có bài kệ lái xe: trước khi cho máy nổ, tôi biết tôi đi đâu. Xe với tôi là một, xe mau tôi cũng mau. Rồi leo lên xe ngồi rồi mình biết mình phải cài cái dây an toàn, à, mình phải xích đeo. Một phần ba tai nạn xảy ra tại gần nhà, biết vậy tôi cẩn thận dù không đi đâu xa. Tại mình có tâm nghĩ lại, bây giờ mình đi đâu mình chánh niệm. Nhưng mà tại vì mình không có kỹ thuật giữ chánh niệm. Chánh niệm là cầm ly nước lên uống, biết đây là ly nước trà, uống tận hưởng ly nước trà hay là ly nước lạnh, nhưng mà không so sánh. Trời, trà này lạc hơn trà hồi sáng. Đó là một. Cái thứ hai là trà này không ngon bằng trà tuần rồi. Chứ uống một ly trà, nhưng mà mặc dù nó có chánh niệm, nhưng mà tới biết nước trà cái bắt đầu niệm nó hết rồi, bắt đầu phân biệt tiếp tục. Cho nên ở đây là mình bị cố, mình giữ, mình cố mình tập một cái gì đó, cho nên tối về sao nó bị phản tác dụng. Còn mình giữ chánh niệm nhẹ nhàng thôi, mình giữ chánh niệm nhẹ nhàng thôi, việc gì nó đến mình cứ tiếp xử bình thường. Tới giờ ăn cơm mình ăn cơm, không có khởi bất cứ một cái gì, cố gắng mình làm, mình giữ đó. Chữ giữ là mình duy trì nó, nhưng mà duy trì trong nhẹ nhàng, chứ không phải là một cái sự bám víu. Có nhiều khi mình cố gắng quá, mình máy móc quá. Ví dụ như mình đi kinh hành đó, quý vị mà ta đi kinh hành ta niệm đơn giản: Nam Mô A Di Đà Phật. Ta bước cái chân ta thảnh thơi đó. Còn mình á, Nam Mô A Di Đà Phật chứng phải. Mà hãy mà lỡ mà Phật mà chứng chắc là tập chạy lên cho Phật, cái chân Phật lên trên trái. Có không?
Có nhiều khi đang mà lỡ chân Phật có chân trái chạy 2 bước lên để cho Phật đúng chân phải mới đúng. Thành thử cái đó là lật đật chứ không phải là kinh thành. Nguyên tắc kinh thành là chữ A là đạt, chữ Nam Mô A là chân trái, Di Đà Phật là chân phải. Cái đó cũng là một công thức tạm để giúp cho mình khi mình đi thiền hành niệm Phật đừng có tạp niệm. Cho nên quy định một cái căn bản là chân trái là chữ A, chân phải là chữ Phật, là cái căn bản để cho mình chánh niệm thôi, chứ không phải là phải chữ Phật ở chân phải. Lỡ mình đạp lên mình lên chân Phật ngay chân trái cũng cứ nhẹ nhàng đi, mà Pháp Hòa để mà thấy Phật cảnh chết chặt. Thành thử ra đó, quý vị thấy là cái chánh niệm là bị giữ ra cái tối về cái mớ. Khổ vậy đó. Cho nên mình tu rất là máy móc, mình tu rất là máy móc, ăn chay cũng cứ bình thường thôi. Cái nồi nào mà rửa sạch, nấu chay là nó chay, không cần phải sắm cái thớt riêng, cái đũa riêng, cái chén riêng. Rồi cái bữa nào cái mình cũng sợ hoảng hốt, trời mình cất đó không biết nó có lấy lộn nó ăn đâu ta. Rồi đó mình cứ nhớ vậy, đi đâu gọi về, nhớ cất cái đó trong tủ cho mẹ nghe con, đừng để mấy đứa nhỏ nó ăn tầm mẹ nó tội nghe con. Trời ơi, Phật nào mà vỡn đâu mà đi kiếm Phật nào mà vỡn đâu mà đi bắt tội mấy đứa nhỏ ăn lộn chén. Mình có một cái tập khí là chén thì sợ lộn, đũa sợ nhầm, thớt sợ nhầm, mà răng thì không bộ. Nếu mình sắm hai cái chén, chén định đồ mặn, chén đủ đồ chai, sao sắm hai bộ răng? Bộ răng bữa nào nhai rau, bữa nào nhai phần chảo. Tôi máy móc như vậy. Cho nên là tối nó phản ngược lại. Nghe nha. Cho nên ví dụ cho những cái người nào mà họ chọc mình giận á, cũng đừng bình thường. Tôi ghét cái bà đó, bà chuyên môn mà chứ là tội thế nào gặp bà. Mà quý vị cứ nhớ là tiểu mộng mà gặp như vậy đó nha, là trên lộ trình sanh tử sẽ gặp nữa. Quan gia trái chủ nó gặp nữa. Cho nên thế nào gọi là xả? Trong 4 tâm từ bi hỷ xả. Xả nghĩa là gì? Xả nghĩa là khi cái vừa cái đó nó vừa đến, đừng chấp nó, buông nó ra là xả. Chứ không phải đợi ô một cục rồi vô chùa nó thầy ơ giúp cho con xả. Thầy ông nó ở đây phua rồi. Lúc đó mình chết rồi. Xả là ngay lúc đó mình xả. Cho nên cái chữ xả là gì? Đừng dính mắt nó, đừng chấp nó là xả. Quý vị hiểu được chữ xả đó là quý vị tu được. Cái gì gọi là si? Không thấy lẽ thật là si. Còn đứa mà nó nằm hoàng hoại nó kêu si nè. Cái này là nó hoàng hoại của cái khổ lụy của si rồi. Chứ còn mà nó vừa đến, không phải đối tượng, nó buông ra liền là nó hết si. Cho nên nó gặp, nó mình hẹn cho nó gặp. Con hẹn nó đi con. Nhỏ nó bắt thấy được lắm con. Còn nó hẹn vô thấy học hạp nhã, hạp nhĩ, hạp tỷ, hạp khẩu đó, nó cúp điện thoại luôn. Nó hết si. Mà cái đứa nào nó thoáng qua cái nó dính mắt cho nó si. Thử cái tầm nó ôm cái hình ảnh đó, nó có hoàng hoại cái hình ảnh đó. Đó, cái đó là cái quả của si dữ rồi đó. Chứ còn ngay khi mà mình thấy được lẽ thật, ngay khi mình xả là xả. Cho nên á, khi mình tu tập á, quý vị mình niệm Phật vậy nè, Nam Mô Di Đà Phật bấm hộp, Nam Mô Di Đà Phật bấm hộp. Lỡ mà cái trái bầu á, cái đầu có sâu chuỗi á, cái tay mình có lần qua cũng chẳng sao. Ôi chết trời trời ơi, vô Phật, vô Pháp, vô Pháp. Không có cung cung kinh nào mà nói vụ này hết à. Đâu có cung cung kinh nào mà nói niệm Phật niệm tới cái đầu chuỗi phải quay lại, không có được vượt. Mà trời ơi, vượt người sâu rồi mới nhớ được lại ta luôn. Đi như lái xe mà luôn kiểu đó bụng nó chết. Không có cái chuyện đó. Cho nên mình niệm chuỗi, mình ăn
trai mình chứ không làm vậy. Rồi mình tụng kinh của bạn, mình thắp cây hương tụng kinh. Ở trong chùa thì nó khác, ví dụ như trong chùa tụng kinh hết thời kinh còn tụng nhang hết thì có thể một cái vị hành, một cái vị mà phụ trách hương đăng, người ta đi thêm một cái nhang để cho nó có cái mùi trầm trong chánh điện, nó làm dịu dàng trong chánh điện đại chúng tu tập, vì chúng ta có người lo cái việc đó. Còn mình ở nhà có mình à, hai tay chuông mở thì cái ngó lên hết nhà mùi sinh hết cái nhà để ngồi xuống chứ cái ai gõ cửa ôi chị nó hết ngồi chơi đi em bận tụng kinh. Không có cần máy móc như vậy đâu. Ở nhà mà có một mình mà có ai tụng với mình đâu mà sợ trật nhịp mà phải thỉnh cái mỏ. Một cái mỏ nghe muốn chết rồi, còn thêm tiếng mỏ nó nữa chịu gì nổi. Thành nghĩ ra cứ nhẹ nhàng trong việc tu hành. Đó, quý vị thấy chánh niệm không? Chánh niệm là mình phải biết là nó đâu để mình khỏi có bị nó phản ứng. Mình đi hộ niệm cho người ta sắp chết trong bệnh viện mà biết bao nhiêu người nằm bệnh trong đó mà đâu phải người nào sắp đi đâu. Nam mô A Di Đà Phật, niệm Phật đừng khóc, đừng khóc, đừng tụng Nam mô A Di Đà Phật. Ông muốn trợ cho mấy người xung quanh tôi sắp chết. Mình mới biết đối tượng của mình đang ở đâu. Mình niệm Phật cho người sắp mất ở trong bệnh viện mà chỉ vì cái gia đình đó mình tới thôi, thì mình niệm trong cái thầm lặng sao vừa chừng, còn những người xung quanh nữa. Bây giờ ví dụ bây giờ người đó sắp chết hay là ta đang nghe hấp hối lúc 1 giờ khuya lẽ mình vô bon bon khóc mình làm bốn trời lên hết vậy kêu niệm Phật quán sao sao. Thành thử mình rất là nhẹ nhàng trong cái không có bị trở ngại. Pháp Hòa nói vậy đại chúng hiểu được cái ý tu tập ha. Mệt chưa? Chưa. Có thấy tối không thầy ơi? Ô bên ai tụi đen? Chịp vui quá. I afternoon vui. Con thường nghe pháp của thầy, con cảm thấy rất có nhiều thay đổi, nhưng có nhiều lúc con cũng còn có phiền não, nó làm cho con bất an, xin thầy dạy con thêm. Thôi thì cảm ơn tất cả những cái gì mình đã an, và cũng cảm ơn tất cả những gì mình còn phiền não, tại nhờ như vậy thầy mới còn việc thầy làm. Nếu mà mình rốt ráo hết trơn lên đây mình thấy ổng sao? Thưa đại chúng, ngày nào chúng ta còn ở lời này, còn sống với người, với việc, thì ngày đó còn phiền não. Cái quan trọng là chúng ta biết mình có phiền não, chứ chúng ta không mong hết phiền não. Bởi vì sao? Bởi vì phiền não là một phần của đời sống. Nói phiền não là gì? Tức là những gì mình không đồng ý thôi, chứ có gì đâu, chứ có cái gì phiền não đâu. Bản chất sự việc không hề có chứa phiền não trong đó, nhưng mà tại vì chúng ta không bằng lòng với cái đó thì tự cái đó nó thành phiền não của mình, chứ còn hoàn toàn sự việc trên đời này không có gì phiền não. Ví dụ như á, mình ở gần nhà chùa, đối với người Phật tử á, chùa mà buổi sáng mà vọng chuông lên, trời mình nghe mình thanh thoát, mình nằm ở nhà mà mình nghe chuông mình yên tĩnh. Còn cái người mà không thích á, phải nói sao, trời ơi trời, sáng nào ở bên chùa Phụng Hồng chuông dưa hấu bảo kệ dưa leo ta mình, tiếng chuông bản chất nó không hề có chứa phiền não, nhưng mà mình không thích thì tiếng chuông nó thành phiền não.
Cho nên tất cả sự việc trong cuộc đời này bản chất nó không hề chứa một gì phiền não khổ đau cả. Nhưng mà tại mình không bằng lòng với nó thì đó là phiền não. Thí dụ mình sống độc thân một mình, nào giờ mình không biết thương yêu mọi cái gì cả, người nào hết trơn mình thoải mái vô cùng. Tự nhiên có một ngày nào đó mình gặp cái người đó, mình thương cái người đó, mình không có thấy người đó, mình xuống sang, mình khó chịu, thì cái người đó giờ phiền não của mình nữa, phải không? Có khi đi nửa cuộc đời cũng không tìm được một người mình yêu. Có khi chỉ nửa buổi chiều mình gặp người đó mình yêu đến giờ. Cho nên phiền não không phải chỉ là ai chọc ghẹo mình vậy. Cái gì mà nó làm cho tâm mình không còn trạng thái bình thường nữa là phiền não. Như Pháp Hòa ví dụ vậy đó. Ví dụ như bây giờ cái loa đặt ở đây, mà cái người gần ở đây á, thì họ cái tiếng nó vang vang, nó lớn khó chịu, cho nên họ phiền não. Nhưng mà cái người tuốt sao nghe không rõ thì nó cái loa gì mở nhỏ xíu, thành ra cũng cái lo đó mà hai góc phiền não. Còn ở giữa thì sao? An quan hỷ tạo khoảng giữa. Như vậy bản chất cái lo nó có phiền não gì không? Nhưng mà tại cái góc cạnh chúng ta ngồi. Rồi bây giờ ví dụ về cái người mà lãng tai đi, họ ngồi ngay đây họ có phiền não không? À, tại quá gõ gà. Vậy thì quý vị thấy sự việc trên đời này không mang tính chất phiền não, chỉ tại chúng ta không bằng lòng thì chúng ta não phiền, phải không? Cho nên phiền não là cho mình. Thưa Thầy, con nghĩ trong đời con không làm chuyện xấu xa, nhưng tại sao con bị bệnh nặng? Em cũng không, cũng chưa làm việc xấu, em cũng bệnh tơi bời, không thèm dám mà chưa. Thưa đại chúng, bệnh nó có hai loại, ba loại: thân bệnh, tâm bệnh, nghiệp bệnh. Thân bệnh là điều không thể tránh, có thân nên khổ vì thân, đó là chuyện bình thường. Không có một người nào mà có một cái gì mà không khổ với cái đó. Nghiệm đi rồi biết. Có chồng khổ theo chồng, có con khổ con, có cháu khổ cháu, có nhà khổ nhà, có sắc khổ sắc, đẹp cũng khổ theo cái đẹp chứ bộ, xấu cũng khổ theo xấu, lùn cũng khổ theo lùn. Không có cái gì mà chúng ta có mà không khổ. Trời ơi, người nào có tiền có biết liền ha, biết đâu vĩnh. Còn người nào có tiền dùng đồng lá thôi. Cho nên nhiều khi chắc có Facebook khổ theo Facebook, đi đâu cũng chụp hình xấu rồi. Ê, qua bên. Ý mình muốn nói với anh chọn mắt ai em mất hôn. Như vậy thì mình bỏ hình lên Facebook mình khoe, nhưng mà đồng thời mình cũng mời chọn. Cái tâm bệnh á là cái tâm lý bệnh, cái thân bệnh là không thể tránh nha. Còn cái tâm bệnh là vì sao mình tâm bệnh? Vì tâm mình chưa phát cái rộng để chúng ta tiếp nhận mọi thứ. Còn nghiệp bệnh là gì? Nghiệp bệnh là do những cái chúng ta sống bằng phiền não. Cho nên đạo hữu không làm vì xấu trong đời này có nghĩa là không làm tội. Nhưng mà lỗi có không? Tội là do chúng ta cố ý làm, còn lỗi là chúng ta vô tình phạm. Có thể chúng ta chưa có tội, nhưng mà lỗi thì có tránh. Tức là mình nói theo nhân quả đạo phương.
Còn nếu mà nói trong cuộc đời này ai cũng bệnh hết, tuổi nó lớn chừng nào bệnh nó cao chừng đấy, rồi cuối cùng ai cũng mang ba thứ bệnh, phải không? Ba cao một thấp, cao máu, cao đường, cao mỡ và thấp hơn. Rồi mai mốt đây rồi càng ngày kinh tế càng xuống, thêm một bệnh nữa là thấp lương. Cái thân bệnh nó một phần cũng do đời sống của mình. Cho nên tại sao Phật giáo Đại Thừa khuyên chúng ta ăn chay? Để chúng ta giảm cái nghiệp sát. Ví dụ bây giờ mình ăn chay tháng 10 ngày không nổi, mình ăn tháng ngày, chúng ta giảm được cái gì là nó hạnh phúc cái đó. Không phải chỉ ở cái mặt sát sinh không, bất cứ cái mặt nào mà chúng ta thấy nó thuộc dạng xấu, negative, mà chúng ta giảm thôi, chúng ta chưa giảm đến hết, giảm là hạnh phúc rồi. Kính Thầy, phóng sanh hay cứu khổ người nghèo như tàn tật già yếu trẻ mồ côi, việc nào tốt hơn? Thưa, trước hết là mình phải định nghĩa chữ phóng sanh. Chữ phóng nghĩa là thả, chữ sanh là sự sống. Phóng sanh nghĩa là chúng ta thả ra cho người khác được một sự sống. Đứng ở mặt bình đẳng, con vật con người giống nhau. Như vậy thì trong cuộc sống này, ngoài ý nghĩa chúng ta bố thí cho người nghèo, người tàn tật, thì có những chúng sanh thấp kém hơn con người, đó là con vật. Cho nên cái tâm của mình lan rộng ra, cho đến loài vật mình cũng thả nó. Cái này gọi là đại từ bi. Còn nếu mình nghĩ rằng á, thả con vật không tốt bằng thả con người, cái đó tức là mình nhìn có cái còn chút phân biệt. Còn đối với Đức Phật thì sao? Tứ sanh chi từ phụ, cha lành của bốn loài, phải không? Bốn loài là gì? Noãn sanh, tức là những loài như chim gà, những loài sinh bằng thai như con người, con chó, con mèo, những loài sinh bằng ẩm ướt như trùng dế, những loài sinh từ cái hóa sinh như mũi mầm, bùm bùm. Như vậy thì trong chúng sinh này có bốn loại sinh: sinh bằng trứng, sinh bằng thai, sinh bằng ẩm thấp, sinh bằng biến hóa từ vật này ra vật khác. Chúng ta lan cái tâm mình ra hết, cái đó gọi là phóng sanh. Nhưng mà không nhất thiết mình phải lựa đủ duyên đâu, mình phóng ta đâu. Ví dụ mình đi chợ, mình gặp một cái rổ cá mà trong khả năng mình mua được, mình thả cá. Rồi chứ thì một lát cho là, hoặc là mình định ý ra chợ mua chim phóng sanh. Nhưng bây giờ mình ra mình gặp hai người, ba người tàn tật đang ngồi ăn xin, mình cho họ đều mang tâm phóng sanh. Quý vị hiểu được cái chỗ đó. Hồi nhỏ Pháp Hòa thích cúng dừa các vị đi khất thực lắm. Sáng ra có tiền không dám ăn, ra chợ ngồi chờ, chờ có thấy có thực không để mình cúng dừa. Cái bữa đó ngồi chờ xuống từ sáng sớm tới 9 giờ sáng, thấy một sư nào đi khất thực đó, bụng đói rồi, cái định đi mua đồ ăn. Cái vừa đứng dậy móc túi ra lấy tiền, cái tiền bị mất nó. Giờ cúng ông sư cũng được, mà cúng mình cũng được. Trong kinh Bất Dụ có kể câu chuyện, trong kinh Bất Dụ kể một câu chuyện là có cái tên là người hư ăn muối. Thì có cái anh đến tới nhà bạn chơi, xin lỗi gì vắt sữa bò. Câu chuyện khác, cái anh này anh mỗi ngày anh vắt một lít sữa bò, anh có sữa uống. Anh nói là 3 tháng sau á, nhà mình mới có khách, mới cần số lượng sữa nhiều. Bây giờ mình vắt lắc nhắc một chim mắc câu, thôi để yên sữa trong bụng bò, 3 tháng sau mình vắt cho nó được nhiều.
cuối cùng 3 tháng sau ra mắt thì cũng nhiêu, không còn miếng sữa, thậm chí cũng còn nhiêu đó thôi. Thì câu chuyện đó Đức Phật cũng nhắc chúng ta, nếu cái duyên chúng ta bố thí, chúng ta cứ bố thí đi, đừng có chờ. Tại vì đôi khi khi việc nó đến, chúng ta muốn thì không còn cơ hội. Một là mình qua đời vì vô thường, hai là hoàn cảnh khó khăn mà không làm được nữa, ba là có thể không còn người để mình làm việc đó. Cho nên cái gì trong khả năng của mình trước mắt mình cứ làm, mà không cần phải gọi là chờ. Mình định phóng sanh một con, một rổ cá, nhưng đi trên đường gặp người đói khát, cứ cho họ trước. Với cái tâm bình đẳng như vậy thì không có nào hơn cái nào hết, bởi vì tất cả đều lương xuất từ cái tâm lượng từ bi tuệ tối như vậy. Thì chúng ta hành thập thiện cho đời tươi sáng, bỏ việc ác để đời quang đãng, đem phúc lành gieo rắc phàm nhân mà chúng ta không cần lựa chọn. Câu hỏi 1, chỉ là chữ quán tự tại trong kinh Bát Nhã là ám chỉ quán Thế Âm Bồ Tát, hay chữ quán tự tại là muốn khiến chúng ta nên quán chiếu tham sân năm uẩn là không, thâm sâu năm uẩn là không sẽ vượt khổ ách như kinh đã dạy như vậy? Thưa đại chúng, trên văn tự của chữ quán tự tại Bồ Tát thì rõ ràng đây là một nhân vật. Nhân vật này tên là Quán Tự Tại, và vị này là một vị Bồ Tát. Đó là mình nói về nhân. Nhưng mà trong nhân có pháp, nghĩa là Bồ Tát này dụng cái pháp quán chiếu thâm sâu về năm uẩn, cho nên ngài được cái quả là tự tại vô quán ngài. Trên câu hỏi này, nó quán tự tại là người hay là pháp? Cũng là người mà cũng là pháp. Bởi vì trong người nó thoát lên được cái pháp. Người không có cái pháp, người không thành cái nhân đó, con người đó. Cho nên Bồ Tát Quan Âm được còn có cái tên khác là Quán Tự Tại Bồ Tát. Vì sao gọi là Quán Tự Tại? Bởi vì chữ quán nghĩa là nhìn sâu, tự tại là không còn ràng buộc ngăn cách. Vì ngài quán chiếu sâu thấy năm uẩn sắc, thọ, tưởng, hành, thức, năm cái này không thật có. Pháp Hòa xin nói lại là không thật có, chứ không phải là không có gì. Vì ngài thấy nó không thật có, cho nên trong khi ngài sử dụng nó, và một mai khi nó hết đi, ngài vẫn tự tại vô quán ngại với nó, cho nên gọi là quán tự tại. Thí dụ cái chuông này là một sắc, nhưng bây giờ Pháp Hòa thưa là cái chuông này có không? Có không? Có. Nhưng mà cái chuông này thật có không? Không. Bởi vì nếu mà đưa nó vô một cái lò lửa thì cái dáng chuông này nó sai thay đổi, bất quá nó chỉ trở thành một cục nhôm chì thôi, mà cái tướng nó đổi. Như vậy thì cái tướng chuông này là có, nhưng với cái người nhìn bằng Bát Nhã, bằng trí tuệ thâm sâu, thì sắc này là không thật là sắc, bởi vì nó biến tướng. Thọ là cảm thọ, là vui, là mừng, là giận. Mà cái cảm thọ mừng giận này nó tồn tại mãi mãi không? Không. Nhưng mà nó có không? Có. Nhưng mà nó có mà nó không thật có, cho nên gọi là năm uẩn là không. Mà không này là không thật có, chứ không phải là không có gì. Khi tôi buồn, tôi biết tôi buồn, nhưng buồn này nó không làm khổ tôi, bởi vì tôi biết rằng buồn này sẽ hết. Phải không? Khi tôi đang vui, tôi không bám vào cái vui, bởi vì tôi biết cái vui này nó sẽ hết. Tôi đang coi một tuần kéo luôn hay quá, nhưng mà tôi vẫn biết coi tới càng sâu càng hay, cũng có nghĩa là nó đang dần hết, hết phim. Cuộc đời tôi cũng thế, tôi sống càng ngày càng sống tôi biết rằng tôi nói tôi đang sống chứ thiệt sự tôi đang mòn. Tại vì đến một lúc nào đó, dầu hết thì lửa phải tắt,
đó là chuyện bình thường. Vẫn có sự sống, mà sự sống này không thật có, cho nên Bát Nhã Tâm Kinh gọi là không. Thì quý vị hiểu rõ Bát Nhã Tâm Kinh, tất cả các pháp là không, sắc cũng không, thọ cũng không, tưởng hành thức cũng không, mà không này không phải là không có gì hết, mà là không thật có. Tiếng Anh dịch là not real, chứ không phải là nothing hay là năm khác. Mà người thấy not real cho nên còn đang đây thì sử dụng, đanh rồi thì sống. Sống như vậy gọi là tử, tử tại. Tử tại là tâm mình giải thoát, chứ không phải cái gì nó ràng buộc mình. Cho nên á, một người đệ tử ta hỏi người thầy: xin thầy chỉ cho con phương pháp giải thoát. Người thầy nói: ai trói ông? Ông này nhắm mắt lại: dạ đâu ai trói con. Vậy ông cần chi giải thoát? Đâu có ai trói mà cần giải thoát. Cho nên trong cái cảnh, trong cảnh tự tại mà tự mình sanh ràng buộc mà. Bây giờ quý vị nhìn hư không nè, hư không này có không? Mình kêu là hư không, nhưng mà trong hư không này nó có cái gì không? Nhưng mình thấy không? Không. Như vậy thì trong hư không này có những cái không thấy. Vì cái có này gọi là diệu hữu. Diệu hữu là gì? Là có một cách màu nhiệm chúng ta không thấy. Đem cái radio ra đây, ghim vô, bao nhiêu làn sóng nó bắt mà không thấy có cái gì bắt vô nó hết, chỉ dây điện kéo cái anten nó bắt liền. Vậy thì hiện tại trong hư không này có, mình không thấy, thì cái có này gọi là có màu nhiệm, nhưng mà thực chất nó vẫn là không, cho nên gọi là chân không nhưng mà diệu, diệu hữu. Cái thân này có không? Có, ăn nói đủ kiểu hết, nhưng mà diệu dụng lắm, diệu hữu lắm. Nhưng mà đến một lúc nào đó đất nước gió lửa trả về hết thì mình sao? Mà thưa đại chúng là mình vừa ngưng thở một cái, gió lập tức trở về với gió, chất ấm nó đi về chất ấm, chỉ còn lại cái gì? Cái xác thôi, cái đất thôi. Còn nước gió lửa nó đi mất tiêu rồi. Trong tứ đại nó thành con người đất nước gió lửa. Mình chết một cái là hơi thở nó ngừng, gió trở về gió, hơi nóng trở về cái nóng, thủy trở về thủy, còn lại cái xác đất này. Rồi giờ làm gì đây? Chôn, thiêu, bỏ xong làm gì đó để mà làm, để mà giải quyết nó. Cho nên Bồ Tát quán tự tại thì ai cũng có thể là Bồ Tát quán tự tại hết, nếu người đó biết quán, biết nhìn sâu để tìm ra cái nguyên lý của tất cả các pháp thì người này vượt tất cả mọi khổ đau. Mà vượt khổ đau thì gọi là quán tự tại. Ở trong cảnh khổ mà không có gì khổ. Quý vị hiểu được cái chỗ này ha. Mỗi khóa lễ nào chúng ta cũng đều kết thúc bằng kinh Bát Nhã, nhưng tụng mãi vẫn khổ não. Hành thâm. Vậy thay vì tụng nhanh như thói quen, chúng ta đọc chậm lại như và nghiền việc chậm lại và nghiền ngẫm quán chiếu làm là lâu dần có thể bớt phiền não trong cuộc sống không? Dạ, tụng nhanh hay tụng mau cũng không sao, nếu không có sự quán chiếu thì chậm mau nó cũng giống nhau. Cái quan trọng là chúng ta dụng nó trong đời sống hàng ngày. Bây giờ Pháp Hòa thưa đại chúng ba pháp. Một là văn tự Bát Nhã, hai là quán chiếu Bát Nhã, ba là thật chứng Bát Nhã. Thế nào gọi là văn tự? Mà Bát Nhã ba la mật đa tâm chứng văn tự là Bồ Tát căn thân Bát Nhã ba la mật đa đời chiếu chứng ngũ giây không. Đó là văn tự Bát Nhã, chữ nghĩa tụng vậy gọi là văn tự Bát Nhã, phải không? Rồi bây giờ mình dùng cái văn tự Bát Nhã này nè, mình quán chiếu trong cuộc sống mỗi ngày, cái gì nó đến cái mình thấy ồ, cái này là duyên hợp, dạ có đấy, bình hoa này mốt tuần sau nó héo nè, thì không có khổ gì hết á. Thấy sắc là không, tưởng là không, thọ không, hành không, thấy biết mà không có bỏ gì hết á. Người ta cho mình ăn vẫn khen ngon, nhưng mà không có dính mắt. Rồi bữa khác ta nói sao chị, bữa nay mặn chát gì không ngon như bữa hôm. Bữa nay mặn chát thì mình thọ theo cái mặn chát,
rồi mình kiếm miếng chanh mình vắt vô cho nó giảm mặn, để nó bớt cái mặn chát theo ý mình, chứ đừng so sánh gì hết. Cho đó gọi là quán chiếu bát nhã. Đến một lúc nào đó tâm mình bình an trước mọi việc, cái gì nó đến biết rõ ràng và không dính mắc, gọi là thật chứng bát nhã. Rồi bây giờ mình có thể dùng cái này qua cuộc sống nè. Mình thấy cái khổ của mỗi người trong ngày, mình nghe người ta nói khổ, đó là văn tự khổ. Văn tự khổ, rồi mỗi ngày mình thấy người xung quanh mình khổ đó, thì quán chiếu khổ. Hoặc là bản thân mình cũng có khổ thì quán chiếu cái khổ, hay là thật chính cái khổ. Cho nên bát nhã là một sự thật chứ không phải là văn kinh. Nhưng mà đầu tiên chúng ta phải dựa vào văn kinh. Cũng giống như là chúng ta nghe vô thường, ôi vô thường, sống nay chết mai thay đổi, cái đó là gì? Cái đó là văn tự vô thường. Nhưng mỗi ngày mình phải quán chiếu vô thường để mình thực chứng vô thường. Bây giờ quý vị nói chiều nay Thầy Pháp Hòa đến đây sinh hoạt Phật Pháp, có thể có một sự việc xảy ra là có thể Pháp Hòa bệnh, hay một cái duyên sự đặt đường xá người ta bức, người ta ngang hết, không ai được đi đường nào hết, thì cái chuyện nó đến nó vô thường mà. Thì lúc đó chúng ta mới thật sự, ôi không sao, miễn mọi việc nó bình an. Mình không có thể tập hợp được như vậy cũng được, nhưng mà mọi việc nó bình an là tốt rồi. Cái đó gọi là gì? Thật chính đó. Không có chấp trước gì hết, không bắt buộc cái gì nó phải có. Cho nên á, tụng nhanh là một cái hình thức mình tụng kinh, tụng chậm để chữ nghĩa nó rơi vào tâm mình, thì giữa nhanh với chậm nó cũng là tốt. Nhưng mà hễ mình tụng chậm là mình tụng một mình, còn mình tụng với chúng là mình đi theo chúng. Chứ không phải nói vậy cái mai mốt lên chùa trở nên ta liên tục ta tụng cái như này, quán từ tại Bồ Tát hành. Hỏi sao vậy? Thầy Pháp Hòa không biểu tôi tụng chậm. Lúc đó thầy bị chuyện con và kiếm Pháp Hòa nữa. Mình có việc tụng kiểu nào là do mình, nhưng mà mình tụng cái đó là mình hành cái đó ở một cái hoàn cảnh nào cho riêng mình. Còn mình đi với đại chúng thì mình phải thuận theo đại chúng. Nhưng mà xin thưa, dù nhanh hay chậm, cái rốt ráo vẫn là sự quán chiếu thực hành cho nó rốt ráo, để chúng ta giảm đi những cái dính mắc trong cuộc đời. Ngày nào chúng ta có quán bát nhã. Chữ bát nhã là gì? Bát nhã nghĩa là trí tuệ siêu việt. Quý vị nhớ, bát nhã là trí tuệ do tu. Đó, hồi trước này Pháp Hòa giảng trên Quang Minh á, bác, cái trí tuệ mà do chúng ta có được đó là do văn tư tu. Trí tuệ đó là trí tuệ hữu lậu. Còn trí tuệ vô lậu hay là trí tuệ vô sư là do giới định tuệ. Ngày nào mình có sử dụng được cái trí tuệ siêu việt này để mình nhìn tất cả sự việc ở đời thì mình mới có an lạc vậy. Mình không có bỏ gì hết nha. Cái gì mình cũng có thể sử dụng hết á. Mình có thí dụ giờ người ta mặc áo tràng, mình mặc áo bông tràng. Nhưng mà hôm nào mình quên áo tràng vẫn không khổ đau phiền não gì hết. Cái đó mới nhẹ nhàng trong sự tu. Áo tràng là một cái phương tiện trang nghiêm thân tướng khi đi vào một khóa lễ. Nhưng lỡ hôm nào quên áo tràng cũng không sao. Thậm chí ai lấy lộn cái áo tràng mình mặc cũng không sao. Tại vì mình quán dục rằng người khác lấy mặc rồi thì người khác mặc nghĩa là người khác trang nghiêm. Còn mình bây giờ không có, mình đứng yên góc cũng trang nghiêm, chứ không có lan sang ai mà bất nhân ghê. Cũng cái áo tràng mình tạo nghiệp phiền não lan sang. Kính bạch Thầy, khi con làm tổn thương đến một người khác bằng hành động hay lời nói thì ngay sau đó con cũng nhận ra cái sai của mình và nguyện về sau không dẫm lên vết đen đó nữa. Thì như vậy sao, như vậy là con sám hối tự tâm hay là sám hối hay là hối hận
xin thầy chỉ dạy. Cái quan trọng là chúng ta nhận sai sửa sai. Hối hận là một cái tâm có thể trở ngại mình. Cái tâm tốt là tâm hối hận, nhưng mà mình hối hận xong mình sửa, chứ không phải là chỉ ôm cái hối hận đó mà xong. Thì cuối cùng cái hối hận là một cái trở ngại, nó ngăn cản mình. Chỉ ôm cái hối hận mà không làm gì hết. Hối hận là một tâm tốt, tâm thiện. Nhưng mà phải nhớ, khởi tâm hối hận là thiện rồi, thì phải phát triển hơn nữa là sửa cái sai đó, để nó hối hận trở thành ra cái pháp dẫn mình tu. Chứ không phải chỉ là một cục ôm ấp hối hận. Không khéo cứ hối hận như vậy mà không làm gì hết, thì lâu ngày trầm cảm đưa đến chỗ tự vận. Tại vì mình thấy mình có lỗi với người này, mình có lỗi với người kia, mình sống không đáng sống, vân vân, thì nó là trở ngại, và cuối cùng mình đi tìm cái con đường tự kết liễu mình. Cho nên hối hận là một cái tâm tốt, nhưng không phải chỉ dừng ngay đó, mà nếu dừng ngay đó thì nó trở thành ra một cái chướng ngại cho mình trên cái vấn đề chuyển hóa tu tập. Quý vị hiểu được cái chỗ đó. Trời này sao giống ăn mì mà sơ quà hết. Quý vị mệt chưa? Chưa. Thôi bây giờ mình thay đổi không khí luôn đi. Trời hay ghê. Mới có thay đổi không khí chứ tôi hát à. Đây bây giờ đây là một cái câu hỏi tiếp. Thầy ơi, thầy tu tốt từ kiếp nào đó nên kiếp này chư Phật ban cho thầy giọng nói tốt, tướng hảo. Vậy con xin hỏi thầy có bí quyết nào mà dễ dàng đuổi ba con rắn độc ra khỏi tâm? Ba con rắn độc là tham sân si, nó ở mãi trong người thì làm sao có tướng hảo được. Mở ngoặc mong thầy xuất chiêu. Để uống miếng nước đã là xuất chiêu. Con xin thầy cho con một yêu cầu nhỏ. Thầy hát tặng cho chư Phật tử chùa Hoa Nghiêm bài hát Sông và Biển để mọi người đêm ngủ ngon. Với bài hát đầy ý nghĩa cộng với giọng ấm áp từ bi của thầy, con biết thầy có nhiều bài hát lắm, nhưng vì thương kính thầy sợ thầy mệt nên chỉ yêu cầu một bài thôi. Rồi bây giờ cái này mới hay nè. Một nữ Phật tử 70 tuổi, nếu mà 17 tuổi em hát liền đó. Một nữ Phật tử 70 tuổi còn được phước duyên gặp lại thầy sau 3 năm tại chùa Hoa Nghiêm, Úc Châu. Ý muốn nói là 70 tuổi rồi mà còn được gặp thầy cũng hát kỳ sau này qua hối hận. Thôi bây giờ để chiều theo ý khách hàng. Thôi bà hát bài Sông và Biển cho đại chúng nghe. Em chưa từng thấy biển, em chỉ biết dòng sông, nhưng có nghĩa cô dạy biển thì đông hơn sông, biển thì đông hơn sông, bao la như biển sông.
lòng trong mênh mông. Em chưa từng thấy tiếng em chìm dòng sông, nhưng có nghe cô dạy đừng để lòng hẹp như sông, hãy để lòng rộng mênh mông. Bao la như biển sông mặn nồng, một đời người như sông, nếu ai sống cho liên minh thì lòng hẹp như sông, nếu ai sống cho muôn người thì lòng rộng em chưa từng thấy Phật, em chỉ yêu hình thôi, nhưng có nghe thầy dạy Phật thì ở trong tâm, Phật thì ở trong tâm, ở trong tất cả mọi người, nếu ai sống cho riêng mình thì Phật ẩn đi thôi, nếu ai sống cho muôn người thì Phật hiện.